Từ kinh thành, ông Anatol trở về. Áo quần của tôi dơ dai vậy. Không sao, không sao bà ơi. Con suối này đổ dốc quá, xe ngựa băng qua sẽ bị lật. Tôi cõng bà nha. Cô lên. Nhà ta ở dưới chân núi. Răng lên, sắp đến kia rồi. Nhưng phải đi qua cái bãi quan kia nữa. Ngài còn trẻ, lưng thẳng, chân cứng. Cố lên nha. Rồi cái gánh nặng này sẽ được đặt xuống thôi. Ta biết ngài là công tử, không quen mang vác nặng, nên về tới nhà ta sẽ thưởng công cho ngài xứng đáng. Ôi bà lão tội nghiệp kia, sao bà có thể nói ngược như vậy chứ? Bà có gì mà nói thưởng công cho ta? Ngài thấy nhà ta nghèo quá phải không? Thú thật, gia tài của ta chỉ có 2 cây hoa và 2 con ngỗng này thôi. Ta tặng ngài hết đó, không được từ chối nghe. Ta biết ngài đang vội về nhà mà vẫn chịu cực khổ cõng và mang vác giúp ta. Ngài thật là tốt bụng. Dạ, nhưng tôi chỉ xin nhận 2 cây hoa thôi ạ. Sao có thể lấy hết gia tài của bà được? Ngỗng rất cần, vừa bầu bạn, vừa giữ nhà. Nhà ta có chi đâu mà cần giữ, ngoài cái lưng còng của ta. Thôi, đừng ngó quanh ngó quẩn làm gì. Cái lưng người vốn... Bà về. Bà ơi, bà là bà tiên, sao hàng ngày cứ đi làm lụng cực khổ chi vậy bà? Bà chỉ cần quá phép là được. À, mà bà ơi, đã đến giờ quá phép rồi đó bà. Này, hai con nhìn lại đi. Đó là ngôi nhà của người tốt bụng lúc sáng. Ông ta có một người vợ sắp sinh con. À, bà ơi, con thấy 2 cây hoa của mình kìa. Con cũng thấy, con cũng thấy. Ôi, họ cần 2 cây hoa ghê. Vậy, áo trắng có muốn xuống trần gian chơi không? Ta sẽ cử con về làm con gái của ông ấy. Con sẽ sống một cuộc đời vui vẻ nếu con cũng tốt bụng như ông ấy. Dạ muốn ạ. Con xin nghe lời bà tiên. Bà ơi, con cũng đi nữa. Sao con lại không được đi? Bà cho con đi chung với áo trắng mới công bằng chứ bà. Để ta nghĩ coi. À, 2 đứa đi cũng được. Cho có chị có em. Hai con hãy nhớ những gì ta dặn. Trần gian không phải là thiên đường, nên sẽ xảy ra rất nhiều chuyện bất ngờ. Nhưng luôn luôn phải giữ gìn sự lương thiện và làm điều tốt cho mọi người. Đây, thịt ta vừa hầm xong, rất mềm ngon. Nàng ăn nha. Ăn xong, ta sẽ đi chuẩn bị giường nệm rồi mời bà đỡ tới cho nàng. Ta nghĩ trong đêm nay nàng sẽ sinh con. Ôi, ta vui quá. Vâng, em cũng vui sướng như chàng. Hơi hồi hộp nữa. Không biết chúng ta sẽ có con trai hay con gái. Em ước sẽ sinh một đứa con trai giống hệt chàng. Chó sói! Chó sói! Chó sói bắt con tôi rồi! Xin hãy cứu con tôi! Ha! Chó sói tới! Dân làng gặp nguy hiểm rồi! Ta đi đây! Nàng mau đóng cửa lại! Chờ ta! Ta sẽ về liền! Ôi! Ông Anatol đã cứu em bé an toàn rồi! Mừng quá, mừng quá! Vì con sói đang giác đứa bé nên ta không thể bắn nó. Ta phải đuổi theo, lao vào nó để cứu đứa bé, nên nó làm ta bị thương. Ôi, vết thương nặng quá. Để em băng bó cho chàng. Nàng à, móng vuốt của con sói rất độc. Ta sợ khó sống để chờ con mình ra đời. Xin lỗi nàng vì không có ta trong lúc sinh con. Nàng có nhớ lời ta dặn không? Em ơi, 2 chậu hoa kia rồi. À, à, à.
tên là Bạch Tuyết, hồng hoa, vì bà thấy hai cây hoa nở ra hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ. Thời gian trôi, thấm thoát Bạch Tuyết và Hồng Hoa đã là hai cô gái nhỏ đáng yêu. Hồng Hoa ơi, ở đây có nhiều bướm đẹp quá nè. Thôi, em đói bụng rồi, không chơi nữa. Chúng ta về nhà đi, em sợ mẹ trông. Ôi, Hồng Hoa ham chơi mà bữa nay ngoan ghê. Hồng Hoa, nắm tay chị, chúng ta không rời nhau suốt đời chúng ta. Hay, hay lắm, hay lắm. Hay lắm, hay lắm. Cây quá, cây quá, nó dùng thở nhất là được kìa. Không thấy thấy tiếng đó kìa. Lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy đó. Bà Tuyết ơi, chú gà trống ngậm cọng rơm chứ không phải khúc cây. Đúng rồi, chị cũng thấy vậy đó. Đế con kia, sao ngươi dám nói ra bí mật phép ảo thuật của ta? Dạ, thưa cô, không sao ạ. Chúng cháu chỉ nhìn thấy vậy thôi, không nói cho ai biết đâu ạ. Nhưng ta không hài lòng vì các ngươi. Ta sẽ cho gà trống ngậm khúc cây thật, nó sẽ chịu sự nặng nề đau đớn. Xin cô đừng làm vậy, tội nghiệp gà trống lắm. Nhưng ta không thích sự thông minh của các ngươi. Xem nè, gà trống sẽ bị thương ngay lập tức. Trời, sao nặng quá vậy nè? Sao cứng và nặng quá? Miệng của ta đau quá, đau quá. Vì có người nhìn thấy phép thuật của ta nên ngươi phải lãnh đủ. Thôi, ta đi đây. Ngươi cứ nằm đó, khi nào hết đau thì tự ngồi dậy nha. Hai cô xem tôi biểu diễn hả? Xin lỗi hai cô, tôi đang diễn nửa chừng á thì cô phù thủy quăng khúc cây mới nặng quá. Tôi bị thương rồi. Ôi, đau ơi là đau. Xin lỗi anh gà, tại vì chúng tôi đã chọc giận cô phù thủy. Nhưng anh gà hãy vui lên, vì anh đã cố gắng hết sức trổ tài biểu diễn cho mọi người xem vui vẻ. Anh gà đừng lo, chúng tôi chữa bệnh cho anh nhé. Anh khỏe rồi, cứ đến ở nhà chúng tôi, mẹ chúng tôi sẽ yêu quý anh lắm. Nàng à, móng vuốt của con sói rất độc, ta sợ khó sống để chờ con mình ra đời. Xin lỗi nàng vì không có ta trong lúc sinh con. Không chàng ơi, chàng phải sống, con rất cần chàng. Nàng hãy nhớ kỹ lời ta dặn, phải dạy con biết thương yêu và giúp đỡ mọi người, dù có gặp thử thách hay chuyện không hay đi nữa. Đó là điều quý giá nhất mà con người có thể làm được trong cuộc sống ngắn ngủi của mình. Ta thương nàng và con vô cùng, nên ta sẽ không đi đâu xa. Ta sẽ là chim xanh ở bên cạnh nàng. Chàng ơi, các con sắp về rồi. Hai cô gái xinh đẹp của chúng ta không ngày nào không nhắc đến cha của chúng. Mẹ! Ôi, sao hai con có chú gà này? Chú làm sao mà bị thương dữ vậy? Đây là chú gà làm xiếc, bị cô phù thủy phạt bị thương. Mẹ ơi, mình sẽ chữa bệnh và nuôi chú nha mẹ. Lỗi tại con, làm cho cô phù thủy nổi giận. Con sẽ chăm sóc chú gà này thật tốt. Mẹ ơi, sau khi ăn tối, mẹ lại kể chuyện của ba cho chúng con nghe nhé. Dĩ nhiên rồi, hai cục cưng của mẹ, mẹ sẽ kể tiếp về người anh hùng của chúng ta. Công tước Anatol là một chàng trai tuấn tú. Chàng thích thể thao, bơi lội, săn bắn. Cuộc sống của chàng rất vui vẻ. Một hôm vào rừng đi săn bắn, chàng gặp một chú lùn đang cố gắng hết sức kéo một chiếc xe to có mẹ chú bệnh nặng đang nằm. Chào chú trông bé tí vậy mà kéo chiếc xe to và nặng quá. Chào chàng trai, lão đang bệnh, đau quá. Mẹ của em bị bệnh anh à,
giờ em đưa mẹ em ra khỏi rừng để đến nhà thầy thuốc. Để tôi giúp chú cõng mẹ tới nhà thầy thuốc. Mình đi cho nhanh nha. Thôi nguy to, sói dữ. Nếu ta đặt bà lão xuống để lấy súng bắn nó thì nó sẽ xông vào cắn bà lão. À, có cách rồi. Nè, chú cầm cái này giơ cao lên và chạy về phía đó. Dạ dạ, hiểu rồi. Thật cảm ơn ngài đã cứu chúng tôi. Dạ không có gì, bà đừng lo lắng. Giờ thì ta tiếp tục đi tìm thầy thuốc nha. Đó, ba các con là người như vậy, gần như ngày nào ông cũng giúp người khác. Thôi, các con ngủ ngoan nhé. Hình như là có ai đến. Sao không gõ cửa? Hôm nay mẹ đi thăm dì Alice bị bệnh, chiều mới về. Thức ăn mẹ đã nấu sẵn. Hai con biết ở nhà phải làm sao rồi chứ? Dạ, chúng con sẽ rất ngoan. Mà mẹ đi cẩn thận đó mẹ ơi. Nên lớp học mở cửa trở lại. Các bạn trật tự nhé. Chúng ta phải học rất nhiều bài bù cho những lúc lớp đóng cửa vì mẹ Anna. Ở nhà suốt ngày ha. Dạ, chúng em chào cô. Nhưng lâu quá em quên hết bài vở rồi. Nhưng rồi chúng ta đang học thì mẹ Anna về hay có khách tới thì sao cô? Im lặng, im lặng. Các trò muốn nói gì phải đứng lên và giơ tay, không được tự ý ngồi tại chỗ. Nói gì thì nói. Các em còn lại ngoan nhé. Bạn thở tay dài bị cô Hồng Hoa phạt rồi đó. Cưng ơi, em đau quá. Phản đối cô giáo xách tay học trò. Tại vì tay em vừa dài vừa ngút ngoắt, em lại nói chuyện trong lớp rất nhiều nữa. Người làng chỉ cho ta ngôi nhà có hai cái cây bông hồng, nhưng sao nhà này giống trường học quá vậy? Thôi kệ đi, ta thử gõ cửa coi sao. Không phải là mẹ đâu. Mẹ sẽ gọi chứ không có gõ gõ như vậy. Chắc là khách quý đây. Xin lỗi, đây có phải là nhà của bà Anna không ạ? Xin lỗi, ai ngoài đó hả? Tôi là Lùng. Tôi đến để cảm ơn ông Anatol cùng với phu nhân. Ông ơi, ông quen với cha tôi sao? Đúng vậy đó, cô bé à. Cha của cô bé đã cứu sống mẹ ta, nên hôm nay ta đến đây để cảm ơn. Ta ở xa lặn lội tìm hoài, rồi mới chuyển nhà về khu rừng gần đây. Ông ơi, nếu ông là khách, hãy cho chúng tôi xem giày của ông. Chúng tôi phải biết rõ, đó không phải là chân chó sói. Đúng rồi, đúng rồi, cho xem giày, cho xem giày. Ôi, một đôi giày bé xíu, đẹp quá. Chị là giày của người rồi, không phải chó sói. Ta mở cửa nha. Phải rồi. Khoan đã, mẹ đã dặn bất cứ ai gõ cửa cũng không mở mà. Hãy mở cửa cho tôi vào với. Tôi không phải là người xấu đâu. Không sao đâu Hồng Hoa. Vậy ta mở hé hé thôi nhé.
Nếu là người xấu thì ta sẽ sập cửa lại ngay. Nào các bạn, chuẩn bị giúp tôi nhé. Phải rồi, sập lại ngay, sập lại ngay. Ơ kìa, người là ai mà bé tí vậy? Lại có râu nữa. À, ta là ông Noel của người lùn nên có để một ít râu. Tên của ta là Nota. Các bạn nhỏ đừng có sợ. Ta đến đây để cảm ơn ông Anatol cách đây nhiều năm đã giúp đỡ mẹ con ta. Nhưng ta nghe người làng nói ông Anatol đã mất rồi. Ta buồn lắm. Ông Anatol ơi, tôi đi tìm ông vất vả suốt nhiều năm nay. Mẹ tôi biểu nhất định phải gặp ông để cảm ơn ông. Vậy mà bây giờ ông đã đi rồi. Tôi chỉ gặp được hai đứa con gái dễ thương của ông thôi. Tôi nhớ ông nhiều lắm. Ân nhân của mẹ con tôi. Thôi, chú Nota đừng buồn. Mẹ chúng cháu hay kể cho nghe về chú. Bây giờ mới được gặp. Hay quá, hay quá. À, hay là hai cô đi với ta tới thăm mẹ ta một chút nghe. Bà ấy sẽ rất vui mừng khi gặp được con gái của người ơn đó. Không được đâu ạ. Mẹ đã dặn phải trong nhà. Không được đi đâu vì ra ngoài rất nguy hiểm. Chị ơi, em muốn đi thăm mẹ của chú Lùng. Muốn coi bà ra sao. Có giống như chú Lùng hay không? Mình đi một lát rồi về. Mẹ về, ta sẽ tha hồ kể chuyện cho mẹ nghe. Nha chị, nha chị. Chú Nota ơi, chắc chắn chiều nay mình về nhà nhé. Không thì mẹ sẽ lo lắm đó. Thế là Bạch Tuyết và Hồng Hoa, hai cô bé ngoan đã lên đường bước vào cuộc phiêu lưu nho nhỏ với chú Lùng khách quý. Hai cô đi tìm dấu vết lòng tốt của cha mình, người cha luôn sống trong lòng hai cô qua những câu chuyện kể. Bạch Tuyết, Hồng Hoa, các con đâu rồi? À, mẹ ơi, chúng con đi dạo một chút. Wow, trông thật mát quá. Chú Nota ơi, gần tới nhà chứ ạ? Mọi người ngồi nghỉ một chút nghe. Nhà tôi ở đầu con suối này nè, sắp tới nơi rồi. Mệt và đói. Các bạn ơi, kiếm cái gì ăn đi. Nó ở nhà với mẹ rồi đã không bị đói rồi. Đúng là heo lười. Phải ráng tới nơi mới có cái ăn chứ. Thấy mấy chú khỉ không? Lúc nào cũng tươi vui nhanh nhẹn kìa. Thôi chào, chưa gì hết mà coi thỏ rung rồi. Đúng là thỏ đê. Kể tôi. Chị Hồng Hoa ơi, cho em núp sau áo đầm của chị nha. Trật tự. Để tôi ra coi sao. Mọi người ơi, có một con gấu to lắm đang giật một con nai. Nhưng thấy tôi chắc nó sợ nên bỏ chạy rồi. Hai cô bé ơi, ta thấy gấu to lớn và nguy hiểm. Nhưng hình như gấu đã nhận ra hai cô thì phải. Sao? Chú nói sao? Chúng cháu đâu có quen gấu. Ta thấy vậy mà. Ta ở trong rừng nên hiểu khi có chuyện gì đó vui vẻ, con vật sẽ tha chết cho con mồi. Gấu tha cho chú nai tội nghiệp kia, có lẽ là vì các cô đó. Cháu không tin đâu. Dạ, chuyện khó tin, cháu cũng không tin. Nhưng trước hết, chúng ta phải xem chú nai có bị thương gì không đã. Chàng ơi, lần đầu tiên các con bỏ đi mà không xin phép trước, đến giờ này vẫn chưa thấy về. Em lo các con sẽ gặp nguy hiểm. Các cháu chính là con gái của người ơn đã cứu ta năm xưa. Này, các cháu lại đến thăm ta. Các cháu giống cha như đúc. Ta mới thoạt nhìn đã nhận ra ngay. Cảnh vật và con người ở đây thật tuyệt.
Nhưng chắc chúng cháu phải về trước khi trời tối. Cháu lo mẹ cháu ở nhà trông đợi. Đúng rồi, đúng rồi. Cháu biết lo cho mẹ rất hiếu thảo. Cùng nhau ăn uống xong rồi về ha. Bà ơi, hôm nào chúng cháu đưa mẹ đến thăm bà nhé. Vậy thì quý báu quá. Tạ mong lắm. Thôi, trời sắp tối rồi. Hai cháu về cẩn thận. Nota, đưa hai cháu về đi con. Dạ, chúng cháu nhớ đường rồi. Sẽ tự về được ạ. Tao vừa làm xong bánh mì bơ mứt nóng hổi. Hai cháu mang về. Nói rằng tạ biếu mẹ nha. Ta đi tè, ta đi tè. Tè là tè tè tè, ta đi tè. Hôm qua, nhìn kìa. Những ngôi sao lấp lánh như nháy mắt với chúng ta vậy đó. Và mây nữa. Bạch Tuyết thấy không? Mây mỏng tan như kẹo đường vậy. Ông ơi, ông sao vậy? Hình như ông không phải người ở đây. Cháu chưa gặp ông lần nào hết. Ông ơi, ông bệnh hay sao mà run dữ vậy? Hai chị ơi, chắc ông ấy đang đói đó. Ta đói và mệt lắm. Ta bị một người xấu đánh đuổi, lại bị chó dữ của họ cắn. Trời ơi, ta đúng là xui xẻo mà. Chúng cháu có bánh mì nóng đây, mời ông ăn ạ. Không chịu, không chịu. Đây là bánh mà lão tặng cho mẹ ba mà. Chúng em cũng muốn ăn nữa, còn ông giam sinh. Sao chỉ cho người lạ? Các bạn không làm ồn nha. Mình vừa ăn no nê ở nhà chú Nô Ta rồi. Ông đang đói nên phải dành cho ông. Chị giải thích với mẹ, chắc chắn mẹ sẽ đồng ý. Ông đừng để ý nha. Các bạn rất tốt, chỉ hơi tham ăn chút thôi. Mời ông ăn cho đỡ đói ông ạ. Ôi trời ơi, ông cảm ơn. Cảm ơn hai cô tiên nhỏ của ông. Tạm biệt ông. Chúng cháu phải về nhà. Mẹ đang mong lắm. Bạn ơi, sao bạn khóc vậy? Bạn ở đâu đến đây phải không? Tôi thấy bạn không quen. Dạ, tôi ở làng bên, làm công cho nhà giàu. Hôm nay tôi đi chăn cừu, mẹ lạc mất một cơn. Chủ tôi lấy hết quần áo, chỉ đưa cho tôi mấy miếng dẻ rách này khoác vào người và đuổi tôi đi. Tôi lạnh lắm, gió thổi mạnh quá, tôi đầu trần nên đau đầu lắm. Vậy bạn đội mũ này đi, mình tặng bạn đó. Chúng mình sắp đến nhà rồi. Mình chạy ù vào nhà có lò sưởi ngay, nên bạn đừng ngại nha. Áo của mình nữa nè, bạn đừng ngại, mẹ mình không la đâu. Sẽ mang ngay áo mới cho mình đó mà. À, còn giày nữa nè, bạn mang vô và lau nước mắt đi. Bạn sẽ đẹp như công chúa luôn. Ê, chị Hồng Hoa ơi, chị chờ em một chút. Em sẽ lấy lòng mang áo cấp tóc cho chị nha. Hồng Hoa, lại đây. Chị ôm em cho đỡ lạnh. Bạn cho mình nhiều quá, bạn không còn gì hết sao? Bạn ơi, bạn cứ mặc áo của mình đi nhé. Mình tặng bạn đó. Ôi da, ôi gì? Ôi da, cô bé kia đi đâu mất rồi? Một ngày phiêu lưu thật đáng nhớ của Bạch Tuyết và Hồng Hoa. Một trận mưa vàng đã rơi xuống chỗ hai cô bé. Không ai nghĩ mình cho đi lòng tốt sẽ nhận được vàng. Nhưng có thể lắm chứ. Ôi, những đồng vàng lấp lánh, đẹp quá. Hồng Hoa ơi, lần đầu tiên chị thấy đó. Ủa, cô bạn kia đâu mất tiêu rồi? Mình tặng bạn những đồng tiền này đi. Bạch Tuyết và Hồng Hoa, hai con giỏi lắm. Ta vừa xuống thăm hai con đó. Thôi, tạm biệt tất cả. Cố gắng làm thêm việc tốt nữa nha. Mẹ ơi, chúng con về rồi. Mẹ. Ồ, các con mang những thứ gì về vậy? Cạp. Ôi nặng quá mẹ ơi, con cầm không hết. Rơi rớt ngoài đường nhiều lắm mẹ ơi. Là những đồng tiền vàng bà tiên đã cho chúng con đó mẹ. Các con biết không, những đồng tiền vàng này á không phải của mình đâu. Bà tiên muốn chúng ta thay mặt bà ấy đem cho những người kém may mắn hơn chúng ta đó. Ngày mai chúng ta sẽ mang cho những trẻ em mồ côi, để người đang nhận nuôi chúng có tiền mua sữa, mua sách cho chúng đi học. Mẹ không phạt các con vì các con biết làm việc tốt.
Nhưng không được đi đâu mà không xin phép mẹ. Các con có hiểu không? Dạ, dạ thưa mẹ, mẹ chúng con hiểu ạ. Em đã coi kỹ chuồng thỏ, chuồng heo, chuồng gà, chuồng vịt chưa? Mẹ nói dạo này có thỏ rừng, cáo to hay về làng lắm đó. Dạ, em coi kỹ rồi. Còn chốt hết các cửa chuồng lại nữa đó chị. Hai con nhanh tay lên nha. Mình đem cà rốt vào kho cất, chứ không thì thỏ rừng kéo ra ăn hết. Tội nghiệp thỏ rừng bị đói. Mình chừa lại cho tụi nó một ít nha mẹ. À, hai mẹ con nhà này đang nói về họ hàng nhà mình. Sao? Mình có vá vách gì chứ? Cà rốt nhiều quá, tụi mình phải ăn chỗ này chút, chỗ kia tí, coi củ nào ngọt, củ nào ngon. À, nhưng hai cô bé xinh đẹp kia mà đi trồng cà rốt thì ổn quá ha. Phải chi ta đem được các cô ấy về làm vợ ta. Để nghĩ cách coi. Em no chưa? Trời tối rồi, cẩn thận nhé. Không thỏ rừng lại tới ăn hiếp em. Dạ, cảm ơn cô giáo. Chúc cô ngủ ngon. Đáng yêu quá. Ta sẽ dụ các cô bé này về hang ta. Hãy đợi đấy nha. Các ngươi đã đến đủ chưa? Có đem theo vũ khí chi không? Ôi, quân mình đánh nhau giỏi lắm. Gì chứ, cả khu rừng này anh còn lạ gì nhà thỏ đánh thuê chúng tôi nữa. Vậy tốt rồi, nhưng ta nói trước nha. Quân ở đây lộn xộn lắm. Heo thì lười, gà trống thì đi ngủ sớm rồi, vịt thì không biết đánh nhau. Chỉ có con thỏ đế có thể sai khiến được. Nhưng chỉ sợ chúng là sùm sớm làng đến thôi. Yên chí, chúng tôi đã ra tay thì chắc như bắp. Mấy con thỏ đế trong nhà có ăn thua chi. Nhưng mục tiêu của ta là mang được hai cô chủ về, ngươi nhớ chứ? Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ôi, hình như có tiếng bọn trộm đến. Tôi chết ta rồi. Với tên thỏ đế này, chúng ta kết thúc không đầy 30 giây. Tôi xin các ngài tha mạng. Các anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm hết. Ta sẽ bắt các ngươi làm con tin để hai cô chủ của nhà ngươi đi theo ta về rừng. Đó, heo con thích vậy rồi. Nhưng mấy ông đừng lo, tôi sẽ dẫn mấy ông qua nhà nó. Ôi, thấy ông ơi, phía sau có địch kia. Tên thỏ đế phản bội kia, không ngờ các cô giáo nuôi dạy ngươi đã nuôi nhầm một tên hèn nhát rồi. Các em nhỏ bị bắt về nhà ta hết rồi. Hai cô muốn cứu chúng thì đi theo ta mau lên. Nếu chậm trễ, chúng sẽ bị cha con cáo ăn thịt hết đó. Chúng ta sẽ đi theo ngươi. Thật tội nghiệp những con vật của nhà ta. Nhưng ta có thêm một điều kiện nữa. Một trong hai cô phải chịu làm vợ của ta mới được. Làm vợ thỏ rừng. Người thật xảo quyệt và vô phép. Mình cứ đi theo hắn đi chị. Em có cách rồi. Vô đây, hai cô vô đây. Các bạn nhỏ nhà bà Anna ơi, hai cô giáo tới nè. Nếu một trong hai cô đồng ý làm vợ ta, ta sẽ thả cô kia và cả đám nhóc vô tích sự này về. Còn nếu không đồng ý hả, thì sao? Thì sao? Thì ta sẽ nộp những con thú này cho cha con cáo. Nè nha, thịt thỏ nhà, gà vịt heo nhà phải ngon hơn thịt rừng rồi. Biết chưa, cô giáo nhỏ? Dạ rồi. Cả hai cô cũng sẽ bị lạc trong rừng, không thể về với mẹ Anna đâu. Dân, ông thỏ rừng ơi, tôi đồng ý làm vợ ông. Nhưng ông thả chị tôi và các em kia về trước đã. Tôi ở đây với ông là được rồi. Ông đưa họ ra bìa rừng đi, tôi ở đây chờ ông về. Cô nói thật nha, chúng ta sẽ làm đám cưới ngay, cô chịu không? Khách mời đông lắm, đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Đây sẽ là đám cưới to nhất trong khu rừng này luôn. Ôi, đã
đám cưới tuyệt đẹp của ta ơi. Hả? Cái gì đây? Cô gái lấu cá kia đâu rồi? Chị ơi, chờ em với. Ôi da. Thì ra chỉ là giấc mơ. Sao vợ Thỏ, đêm qua em mơ thấy gì? Chị cứ chọc em hoài. Giấc mơ bị bắt làm vợ Thỏ từ hồi não hồi nào rồi. Buổi sáng mẹ buổi sáng tốt lành. Chúc các con gái của mẹ luôn hạnh phúc. Chúng ta cùng đi làm bữa sáng nào. Trong giấc ngủ bé thơ, Hồng Hoa có một giấc mơ kỳ lạ. Để giải cứu Bạch Tuyết và các con vật trong nhà, cô bé suýt biến thành vợ của Thỏ rừng chúa. Nhờ sự thông minh, cô thoát khỏi rừng về nhà. Thấm thoát, hai cô gái nhỏ đã lớn, trở thành hai thiếu nữ xinh đẹp nhất làng. Bà Anna rất hạnh phúc vì điều này. Mẹ ơi, hai cây hoa hồng nhà mình hôm nay nở hoa to lắm. Lúc con ra hái, sương tinh khiết còn động trên cành thật long lanh. Các con đã khôn lớn, có thể tự đến kinh thành để mang thư và quà của mẹ cho bác của con. Sắp tới là sinh nhật của bác con. Bác là anh trai của cha các con. Từ ngày cha các con mất, bác chăm lo cho chúng ta từ sách vở đến học hành, đến hạt giống để gieo trồng. Mẹ yên tâm, chị em con sẽ gặp được bác để giao quà và thư ạ. Ngày sinh nhật của bác mà thấy tụi con, chắc bác ngạc nhiên lắm. Mình có người bác thật tốt phải không em? Mỗi năm chị sẽ xin mẹ cho chị em mình đi thăm bác một lần. Dạ, bác cũng hứa bất diệt, bác sẽ đến thăm mẹ con mình. Chị ơi, có một ngôi nhà màu đen. Em sợ mình đi lạc, vì mẹ dẽ đường cho chúng ta không có nhắc tới ngôi nhà màu đen này. Sao lúc đi mình cũng không thấy nó? Ngựa không chịu đi nữa, chắc là chúng khát nước. Chúng ta gõ cửa xin nước nha chị. Ai gõ cửa đó? Cứu tôi với! Tôi bị bà phù thủy nhốt trong này đây. Chị ơi, đây là ngôi nhà của bà phù thủy. Chúng ta tính sao đây? Hình như tiếng kêu cứu là một đứa bé. Có người kêu cứu mà chúng ta bỏ đi sao đành? Mình tìm cách cứu họ thôi em. Xin hãy nhanh lên, mụ phù thủy sắp về tới rồi. Ở phía sau có một cái giếng, hãy lấy nước cho ngựa uống, ngựa sẽ tìm thấy chìa khóa nhà. Vậy em chờ nhé. Tụi chị sẽ làm ngay. Hai cô gái xinh đẹp kia, các người dám cả gan đến nơi ta ở? Ta là phù thủy ánh trăng đây. Ba ngày ta phải trốn dưới giếng nước vì mặt trời chói chang quá à. Bà ơi, chúng cháu chào bà. Gương mặt bà trong nước thật hiền hậu ghê. Cô bé kia giỏi định ta thôi. Ta biết là ta không xinh đẹp chút nào hết, nhưng ta thà không bắt tội ngươi, vì ngươi biết cách an nói an ủi cho nhan sắc trời bắt ta phải sống. Cháu nói thật mà bà. Bà sẽ đẹp hơn nữa nếu bà thả đứa bé đang bị giam trong nhà. Nó đang khóc thê thảm lắm bà ơi. Ta cho phép các ngươi lấy nước cho ngựa uống và đi khỏi đây, nhưng các ngươi không được giải cứu thằng bé. Hãy rời khỏi nhà ta thật nhanh chóng. Bà ơi, bà nhốt đứa bé tội nghiệp đó làm chi? Bà cần gì, chúng cháu sẽ giúp bà. Bố mẹ nó sẽ lo lắng lắm. Bà thả nó ra nha bà. Ta có lý do riêng của ta. Các ngươi không cần tọc mạch tò mò. Mau lấy nước và giải tán ngay trước khi ta nổi giận nha. Dân, chúng cháu đi ngay. Xin chào bà. Xin chào bà. Cảm ơn bà vì cho nước uống ạ. Bà ấy nhất định không thả đứa bé. Chúng ta phải nghĩ cách cứu nó thôi. Để em nghĩ coi. À, có cách rồi đấy chị. Trời chưa tối nên bà ấy còn ở dưới giếng lâu. Chúng ta xem làng xóm quanh đây có thợ khóa, sẽ nhờ họ giúp. Hồng Hoa ơi, em thấy móng ngựa không? Lúc nãy chị để ý cái ổ khóa nhà bà ta giống hình cái móng ngựa. Chúng ta thử nhé. Bạch Mã ơi, em đưa chân vào ổ khóa nha. Chân Bạch Mã không vừa rồi. Hồng Mã, tới đây nào. À, cửa mở rồi. Cảm ơn hai chị và hai chú ngựa nữa. Em thoát rồi.
Em đừng la to, bà phù thủy ở ngoài giếng sẽ nghe thấy. Nhà em ở đâu? Leo lên ngựa, hai chị đưa về. Nhanh lên, nhanh lên. Chú bé ơi, em tên gì? Nhà em ở đâu? Andre, nhà em to quá, em vô đi. Chào em, chúng ta đi nha. Hai chị ơi, cảm ơn vì đã cứu em. Em muốn mời hai chị vào trong nhà chút được không? Vào đây, hai chị sẽ hiểu tại sao bà phù thủy lại bắt cóc em đem về nhà bà ấy. Em thấy ngôi nhà này có vẻ khác thường, chúng ta vào thử chị nhé. Hai chị đừng sợ, họ không làm hại hai chị đâu. Họ chào mừng em đó. Nhưng họ là ai vậy em? Vì sao họ đứng yên và chỉ di chuyển ở phía sau em? Đây là tòa lâu đài của ba mẹ em. Anh của em cũng ở đây, nhưng anh ấy bị bà phù thủy ánh trăng biến thành một quái vật sư tử hình người hung dữ. Những người hầu và đồ vật quá sợ hãi nên đứng yên. Họ cứ đứng như vậy mỗi khi em vắng nhà. Vì sao bà phù thủy lại biến anh ấy thành người ngợm như vậy? Bà ấy vốn là một cô gái xinh đẹp, bị một mụ phù thủy khác biến thành xấu xí và trao phép thuật cho bà ấy đi hại người khác. Bà ấy biến anh của em thành quái vật chỉ vì muốn thử phép, coi phép thuật của mình đến đâu, chứ không thù ghét gì cả. Hai chị biết không, thế giới này nhiều phù thủy lắm. Tội nghiệp anh của em quá. Biết làm sao bây giờ? Chúng tôi có thể giúp gì được không? Bà ấy hối hận nên tìm đến đây bắt em về nhà bà ấy. Vì bà ấy nghe nói nếu có một đứa trẻ trong nhà, bà ấy sẽ điều chế thành công thuốc giải cho anh của em. Vậy sao em không ở lại giúp bà ấy? Giúp bà ấy là giúp anh của em mà. Hai chị ơi, chỉ có tình yêu mới có thể biến anh em thành người trở lại, chứ không phải các loại thuốc độc nguy hiểm kia. Trời ơi, các ngươi thật là quá ồn ào. Ta nóng lòng của thằng bé còn ở trong nhà không? Ta sợ nó tìm cách cởi trói rồi thoát. Các ngươi ban ngày thì trốn mất tiêu, chẳng giúp ích gì được cho ta hết. Khóa đã mở rồi. Chết ta rồi. Thằng nhóc đâu? Chuột chu, ta giao người canh gác nó mà. Thưa bà bớt giận. Tôi trông thấy hai con ngựa to quá nên sợ lắm mà. Thân hình bé mọn của tôi làm sao đánh nhau với họ được. Thưa bà. Cho tôi đi bà chủ, tôi tài hèn sức mọn mà. Tha cho tôi, hãy tha cho tôi. Người biến ngay cho khuất mắt ta. Ta không thèm nói chuyện với được hèn nhát bẩn thỉu như ngươi. Ui ui, ham quá. Cút đi. Ôi, sao đời ta buồn thảm như thế này. Ta làm sao mà chế thuốc cứu con quái vật kia đây? Anh của Andre đâu? Sao anh ấy không xuống ăn tối với chúng ta? Anh ơi, em đã về đây. Mới đi có mấy ngày, nhưng em rất nhớ anh. Hai chị đừng sợ, đây là anh Antoine, anh thứ hai của em. Nhà em có ba anh em, nhưng anh cả bị bà phù thủy mặt quỷ bắt cóc mất. Giờ em không biết anh ấy ở đâu nữa. Andre, ta mong ngươi về lắm. Em trai yêu quý của ta, ta muốn ôm em vào lòng, nhưng ta không thể làm vậy. Các ngươi đi ra mau, ta không muốn tiếp đón hay nói chuyện gì với các ngươi hết. Andre, ngươi không nghe ta nói sao? Xin chào ngài, rất hân hạnh được gặp ngài trong tòa lâu đài tuyệt đẹp này. Thưa ngài, trời đã tối, chúng tôi đi lạc đường. Xin ngài cho phép chúng tôi được nghỉ nhờ ở đây một đêm, được không ạ? Dĩ nhiên là ta không thể từ chối những người gặp hoạn nạn. Nhưng giờ sau đây, ta sẽ giam các cô trong phòng khách. Ta không thể để cho ai biết ta đang ở trong tình cảnh như thế này. Ngài vừa nói sẽ giam chúng tôi sao? Đúng vậy. Hai cô đã bị bắt. Còn thằng em Andre ngu ngốc này, nó đã lỡ đưa các cô đến đây, nên sẽ chịu chung hình phạt với các cô. Này, các cô xem phòng khách đặc biệt của ta nha.
Nguy rồi. Chị Bạch Tuyết ơi. Chị đang ở đâu? Chim xanh, sao giờ này chàng chưa đi nghỉ? Anatol, sao hôm nay chàng có vẻ bồn chồn lo lắng thế? Anna, các con của chúng ta đang gặp nguy hiểm, nàng hãy tìm cách cứu và che chở cho chúng. Em linh cảm các con gặp chuyện chẳng lành phải không chàng? Giờ phải làm sao đây? Ai đó? Ai đến nhà tôi vào giờ này? Chị ơi, chúng ta đang ở đâu đây? Andre ơi, cái ông kỳ lạ đó có phải là anh của em không? Sao ông ấy ác vậy? Chúng ta đâu có làm gì ổng. Chị ơi, anh Antoine trước đây là người vui vẻ tốt bụng lắm. Chỉ vì bị phù thủy ánh trăng làm hại mà anh ấy tức giận và căm ghét mọi người. Chị cũng thấy như vậy. Ngày mai chúng ta sẽ tìm cách thoát ra ngoài và làm quen với anh ấy nhé. Em chịu không? Ừ, đúng vậy đó. Hai chị hãy giúp anh ấy nha. Em cảm ơn rất nhiều. Chị ơi, trăng lên rồi kìa. Trăng đẹp quá. Ôi, em nhớ mẹ. Nhớ căn phòng ngủ ấm áp của chúng ta quá đi thôi. Chị ơi. Bàn tay của ai kìa? Ta đây nè, cắt nhóc con. Đừng sợ. Ta không làm gì hại các ngươi đâu. Ta tha tội bỏ trốn cho anh Gray luôn. Nào, ra đây. Ra đây nói chuyện với ta nào. Bà muốn nói gì? Bà nói nhanh lên. Bà không được vào đây nhé. Chúng tôi sẽ gọi an toàn đến để trị tội bà đã làm hại anh ấy. Ôi, phù thủy biết khóc kìa. Bà ơi, sao bà khóc vậy? Các nhóc nghe đây, ta biết các ngươi sợ và ghét phù thủy. Phù thủy là người biết phép thuật nên khác với người bình thường. Vì vậy, phù thủy cũng có người xấu và người chưa xấu như ta đây nè. Bà nói dối. Như bà thì sao? Bà đã hại anh tôi, lại còn bắt tôi đi nữa. Ta đâu có nói rằng ta là người tốt đâu. Ta chỉ nói là ta chưa xấu thôi mà. Trước đây, ta là một cô gái đẹp đâu thua chị hai cô này. Nhưng vì ham học phép thuật và dụng về, nên ta trở nên xấu xí và còn hại Anton nữa. Bà ơi, bà đừng khóc nữa. Tôi tin bà rồi. Bà chỉ mắc sai lầm thôi và đang tìm cách cứu Anton, phải không? Đúng vậy. Ta thề có ánh trăng kia làm chứng. Ta đã tìm được thuốc giải độc cho Anton rồi. Ta tới đây báo tin, nhưng mọi người phải chờ thêm một ít lâu nữa mới được nha. Thôi, trăng tàn rồi, ta đi nha. Những ngày qua thật vui. Cảm ơn Bạch Tuyết và Hồng Hoa đã không sợ người bạn xấu xí này. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Hai con cưng của mẹ đã ngủ chưa? Thưa mẹ, chúng con sắp sửa ngủ đây. Chuyến đi đến kinh thành của các con ra sao? Bác các con có lời dặn dò nào cho mẹ không? Dạ, bác rất thương chúng con. Bác cho chúng con nếm thử nhiều món ngon vật lạ. Bác còn nói, sang năm bác bớt việc hơn, sẽ về đây thăm mẹ và chúng con. Mẹ, phòng khách có lạnh lắm không? Con đã thêm củi vào lò sưởi để mẹ ngồi đan áo, trũi có ngủ quên cũng không bị lạnh. Nhưng mẹ cũng nhớ đi ngủ sớm nhé. Thưa mẹ, con cũng đóng cửa kỹ lưỡng rồi. Mẹ cẩn thận, đừng đi ra ngoài nha. Tuyết đang rơi dày lắm. Hai con gái thiệt giỏi, ngủ ngon nha. Mơ thật đẹp nhé. Hôm qua sẽ mơ thấy hoàng tử đó mẹ. Em ấy hay mơ lắm. Như anh em Antoine và Andre đó, không biết giờ họ ra sao. Lâu quá chúng ta không biết tin gì về họ. À, em còn nhớ họ nói họ còn người anh cả không? Em nhớ. Mong cho họ được gặp lại nhau hả chị? Ôi, em nhớ khu vườn của tòa lâu đài đó biết mấy. Ngươi là ai? Ở đâu tới?
sao dám vào lãnh địa của ta? Ta đang ở đâu đây? À, nhớ rồi, lâu đài của anh Antoine. Chào André, chúng ta vẫn đang bị giam phải không? Giờ chúng ta phải làm gì? Chờ tôi một lát, tôi tìm đường thoát ra ngoài. Tôi nhớ có một con đường tắt ngoài khu vườn, tôi sẽ đưa hai chị đi. André, nhớ giải thoát cho Bạch Mã và Hồng Mã nữa nhé. Hai chị ơi, cửa không khóa, chúng ta ra thôi. Ngươi dám mò vào đây để làm gì? Khai mau, nếu không ta sẽ giết. Ta không thích những người có hình thù xấu xí như ngươi. Ông chê tôi xấu, vậy chẳng lẽ ông đẹp sao? Coi kìa, ông không có giống ai hết á. Tên lùng, ngươi thật lao cá. Ngươi dám xúc phạm ta, ngươi phải chết. Anh Antoine, anh có sao không? Để em cõng anh vô nhà. Chú Nô Ta kìa, sao chú ở đây vậy? Xin cảm ơn cô. Cô không sợ ta ăn thịt cô hay sao mà ngồi đây băng bó vết thương cho ta? Thưa ngài, tôi không sợ. Ngài đâu phải là hung thần, chỉ thỉnh thoảng ngài bực bội la hét chút thôi. Tôi hiểu mà. Không ngờ chúng cháu lại gặp chú. Chú bị té còn đau không? Ta đi đốn củi về, trời tối quá nên bị lạc. Nhưng không ngờ lại gặp các cô ở đây. Mẹ cô vẫn khỏe chứ? Mẹ của ta bây giờ già yếu lắm rồi. Tối qua ta vắng nhà nên ta lo cho mẹ của ta lắm. Ta phải về thôi. Chào hai cô nghe. Dương à, nếu có dịp vào rừng hái nấm, chúng cháu sẽ đến thăm bà. Chú chăm sóc bà cẩn thận nhé. Chúng tôi sẽ ở lại đây vài ngày để chăm sóc vết thương cho ngài. Mong ngài cho phép. Đương nhiên, ta cho phép chứ. Dù sao ta ở trong lâu đài quan vắng này cũng cô đơn lắm. Nhưng với một điều kiện, tôi muốn ngài phải đối xử hiền lành thân thiện với các người hầu của ngài và các vật dụng khác nữa. Phải đó, ngài coi, ngài suốt ngày la hét, chửi mắng họ nên họ sợ hãi biến thành đá hết rồi. Ngài hãy dùng sự dịu dàng và tình thương để nói chuyện với họ. Hai cô có hai cái miệng xinh xắn như hoa, nên nói gì ta cũng nghe hết. Ta sẽ nghe lời hai cô vô điều kiện. Ta vui lắm. André, André, em trai ta đâu rồi? Mùi hôi quá, ngươi cút đi. Vì ngươi mà ta làm gì cũng không xong hết. Trời ơi, làm sao mà cứu được con quái vật tội nghiệp kia bây giờ? Ôi, trời lạnh thấu xương, ta mệt và đói nữa. Ta buồn và cô đơn quá. Ngôi nhà kia, ta đã đến trước cửa nhiều lần, nhưng chưa bao giờ gõ cửa. Lần nào ta cũng lủi thủi quay về rừng. Nhưng ta thích ánh sáng ấm áp từ ngôi nhà đó quá. Hồng Hoa, dậy, dậy. Có ai gõ cửa nhà mình? Dậy coi mẹ ra sao. Các con dậy rồi sao? Mẹ mở cửa nha các con. Mẹ sợ có người cần chúng ta giúp đỡ. Nãy giờ không mở cửa, mẹ thấy áy náy lắm. Con đi mở cửa mẹ nhé. Khoan, con nói họ đưa chân qua khe cửa để mình xem đó là ai. Ai đó? Đêm khuya quá rồi, ai gõ cửa xin cho xem chân đi ạ. Hôm qua, mở cửa đi em. Người ta đứng ngoài tuyết bị lạnh cống rồi. Chào cả nhà, xin thứ lỗi vì khuya quá còn đến quấy rầy. Xin mọi người đừng sợ hãi. Tôi lạnh cống đã nhiều ngày nay. Tôi chỉ muốn có chỗ để sưởi ấm một chút. Tôi không làm hại ai đâu. Tội nghiệp gấu quá. Hãy lại gần lửa mà sưởi. Cẩn thận coi chừng cháy lòng nghe. Đừng sợ, không qua
Em từng gặp quái vật sư tử mà có sợ hãi gì đâu. Để chị đi lấy cây chổi cào tuyết cho gấu. Một người khách lạ gõ cửa nhà bà Anna vào đêm khuya mùa đông, khẩn cầu được trú chân vì bên ngoài trời quá lạnh. Đó là một chú gấu to đùng, cục mịch và hiền lành. Đó cũng chính là chú gấu thường hay ngập ngừng trước cửa nhà bà Anna. Tại ngôi nhà dễ thương đó, chú đã trải qua một mùa đông ấm áp nhất trên đời. Tôi vẫn lạnh lắm. Các em hãy cào tuyết trên lưng xuống giùm tôi. Ôi, ấm quá. Đêm đông, ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương. Có ai thâu tình cô lữ đêm đông không nhà? Đúng là gấu có giọng bass rền vang như tiếng phong cầm. Có mấy chỗ gấu còn chuyển sang giọng nam cao luôn đó mẹ ơi. Vậy ta gọi là gấu ca sĩ nha. Bạch Tuyết và Hồng Hoa, để cho anh sống dơi. Anh là người thân yêu và quan trọng nhất của hai em sau mẹ Anna đó nha. Đồng ý. Thôi, khuya quá rồi, hai con đi ngủ đi. Phải để cho gấu ca sĩ nghỉ ngơi nữa, hát hoài sao được. Gấu đừng đi, cứ ở lại đây với chúng tôi đến hết mùa đông đã. Trong rừng lạnh lẽo lắm. Ta còn có việc trong rừng, Bạch Tuyết à. Việc của ta là phải giữ gìn khu rừng dù đang là mùa đông, để khi mùa xuân về rừng không bị mất mát gì hết. Mùa đông lạnh quá, chúng em không vào rừng thăm gấu được. Hay là mỗi tối gấu về đây ăn cơm và sưởi ấm với chúng em, chịu không anh gấu? Chịu chứ. Vậy tối nay ta gõ cửa nữa nhé. Ta sẽ đem thêm củi về cho mẹ. Chào mừng anh hai đã về. Cái gì đây? Hả? Vàng. Vàng ở đâu mà nhiều quá vậy? Bác Nham Lùng. May quá được gặp bác. Lâu nay tôi tìm bác khắp nơi mà không thấy. Tìm ta? Ngươi tìm ta để làm gì? Ngươi thật vô tích sự. Có mỗi một chuyện quá phép cho thằng An Toan thành sư tử què mà không xong, để nó nửa người nửa sư tử như thế. Bác ơi, chúng ta ác với họ quá à. Còn người anh lớn anh đi bác giấu ở đâu rồi? Chúng ta là phù thủy để học phép thuật, có lỡ hại người thì phải tìm cách giải cho họ. Bác còn chia lìa anh em người ta như vậy nữa. Thôi, ta không cãi lý với nhà ngươi. Ngươi thương tình chúng nó thì tự mà tìm thuốc giải nha. Ta đi đây. Bác ơi, bác giấu anh đi ở đâu? Không biết. Biết cũng không nói. Chào mẹ và các em. Mùa xuân đến rồi, con phải vào rừng sâu, không thể ở đây hoài. Con đi nhé. Sao anh gấu không ở đây luôn hả anh? Hồng Hoa ơi, gấu thì phải sống ở rừng rậm, chúng ta đâu thể giam cầm anh ấy trong ngôi làng nhỏ bé này được. Bạch Tuyết nói đúng, mà đúng một phần thôi à. Thôi, anh đi đây. Tạm biệt. Bạch Tuyết ơi, anh sẽ nhớ em.
chúng ta lại gặp ông lùn đó nữa hả? Sao hai đứa có đứt lì ở đó? Mau cứu ta ngay! Cá này nó muốn lôi ta xuống sông nè. Kệ ông ta, mình đi đi chị. Sao được em, ông ta sắp chết chìm kìa, mình đâu làm ngơ được. Ông ơi, chỉ còn cách là cắt ngắn bộ râu thôi ạ. Chứ nếu như thế này, ông và chú cháu đều bị lôi xuống sông đó ạ. Hai đứa con gái vô tích sự kia, tụi bay lại cắt bộ râu đẹp của ta. Ta ghét tụi bay. Ta sẽ bị vợ ta chế giễu vì cục râu. Nhớ nghe, ta không muốn gặp tụi bay nữa. Chuyện là vậy đó. Mẹ ạ, chị Bạch Tuyết cứ khăng khăng phải cứu ông ta, xong rồi nghe ông ta chửi. Người gì mà xấu tính quá chừng. Thấy người bị nạn là phải cứu, đừng quan tâm người ta có tốt hay không với mình con ạ. Thưa mẹ, chúng con biết rồi ạ. Chị ơi, nhanh lên, chỗ này gió lớn quá, gió thổi em muốn bay luôn nè. Không quá, cẩn thận nhé. À, em ơi, ai như bác nhâm luôn đi phía trước mình kìa. Chết tôi rồi, cứu tôi ơi, cứu tôi ơi. Hồng Hoa ơi, em có bị thương không? Em không sao đâu. Hai con bé lắm chuyện kia, sao ta đi đâu cũng gặp tụi bay vậy? Tụi bay làm rách cái áo đẹp của tao rồi, gặp tụi bay tiệt là xui xẻo quá. Đã mất râu còn hư áo nữa. Ông ơi, vàng còn sót ở đây nè. Của ta, đưa cho ta ngay. Ôi, người lùn dễ ghét của chúng ta. Chỗ này vắng người, ta mở ra kiểm kê tài sản coi. Mấy ngày nay ta đi ăn trộm được toàn đồ quý. Nhiều ghê, toàn đồ đẹp không thôi. À, bác Nhâm, lại gặp bác nữa. Cháu mừng quá à. Bác ơi, cháu năn nỉ bác nói cho cháu biết bí quyết của thuốc giải đi. Cháu chỉ còn thiếu có một vị thuốc thôi. Đừng hòng. Mà ngươi cần thuốc giải để làm gì? Để nó làm quái vật thì không cản trở chúng ta. Bác ơi, cứu anh Tuân cũng là tự cứu cháu. Vì sai thuốc mà cháu từ một người đẹp biến thành phù thủy như thế này nè. Ta mặc kệ nhà ngươi. Chào nhé, ta đi đây. Nhàm lục, ta không nhịn bác nữa. Vì bác quá tham lam và độc ác. Ta biết bác đã bị mất phép thuật khi bác tích trữ quá nhiều vàng bạc châu báu. Ta sẽ tìm người đánh bại bác. Ta vẫn còn phép thuật đầy đủ nhé. Sao? Đánh bại ta? Ta thách ngươi làm gì được ta đó. Ta biết hết. Nếu còn phép thuật, bác đâu phải kêu la khi sâu bị mắc vào trong cây hay bị cá kéo xuống nước. Bây giờ hả, bác chỉ còn là một tên lùn chẳng làm được gì. Hai con đi cẩn thận nhé. Mẹ gửi lời thăm các vị hoàng thân, bạn của ba các con. Nhiều năm nay, mẹ nghe nói kinh thành kém vui vì các vị hoàng tử mất tích vẫn chưa tìm thấy. Tội nghiệp đức vua và hoàng hậu biết mấy. Con đi nha mẹ. Hôm qua, mình cho ngựa nghỉ ở đây chút nha em. Trời, lại gặp bác lùn xấu tính. Hai đứa kia, mau cởi trói cho ta. Ta nguy rồi, phù thủy và gấu đang đuổi theo ta. Gấu? Bác nói gấu nào? Con gấu to nhất trong rừng chứ gấu nào. Cái người bị ta quá phép đó. Một tên lùn nhỏ thó và vô cùng độc ác, nhiều năm nay dùng phép thuật đầy đọa chúng ta. Phép thuật hết nhưng lòng tham vẫn còn. Giờ thì tới số ngươi rồi. Mau nói ra, còn một vị thuốc nữa ở đâu? Hey, gấu ơi,
Tôi tìm ra thuốc rồi. Đó chính là cái túi nhỏ bí mật trong người của tinh lùng này. Khấu hãy biểu nó đưa ra đây đi. Bây giờ tôi đưa ngài đi gặp Anton và Andre. Xin hai cô cho đi nhờ Bạch Mã và Hồng Mã. Hai em biết không, anh chính là chú gấu vô chú nai rồi bỏ đi ở trong rừng cách đây mấy năm mà các em đã gặp đó. Anh là gấu cứ tối tối tìm đến nhà mẹ Anna nhưng không dám vào. Anh an toàn thoát rồi. Thuốc đã giải cho tất cả mọi người rồi. Vậy là chúng ta sắp tìm thấy anh hai. Antoine, Andre, các em ở đâu? Câu chuyện của Bạch Tuyết và Hồng Hoa tạm thời dừng ở đây và để lại một thông điệp: lòng tốt có thể hóa giải các lời nguyền, dẫn chúng ta đến với tình yêu thương. Dù không biết phía trước như thế nào, nhưng chắc chắn lòng tốt sẽ làm nên những điều kỳ diệu. Ngày xưa ở vùng Tây Nguyên có hai anh em, người anh tên Pha vốn trầm tĩnh, khéo tay, trắng trẻo và thổi sáo rất hay. Trái ngược với người anh trai, người em tên là Dông lại đen đúa xấu xí nhưng rất nhanh nhẹn, hoạt bát, ham học hỏi. Pha và Dông mất cha từ sớm vì hai anh em bị du quan ăn trộm chỉ đỏ mà mẹ phải đi ở cho chúa làng. Nhưng chẳng may mẹ của hai anh em cũng qua đời từ khi Dông và Pha lên 8 lên 10. Từ đó Pha thay mẹ chăm sóc Dông lớn lên và rất yêu thương nhau. Hôm nay em tìm được măng sao? Lại còn bắt được cá nữa. Em đào mãi mới được 2 cây măng. Cá dưới suối nhiều lắm, nhưng em chỉ bắt 2 con thôi. Rau và quả em hái đều ăn được, nhưng nấm này là nấm độc, không ăn được đâu. Em thấy con ốc sên ăn, nhưng nó không bị sao hết. Thường nấm độc có màu rất đẹp. Có những loại nấm độc con vật ăn được, nhưng con người không ăn được đâu. Anh giỏi quá à, chuyện gì cũng biết. Anh học được gì từ cha mẹ cũng sẽ dạy hết cho em. Nè, anh đang gùi cho em xong rồi. Mai mình vào rừng, anh sẽ dạy lại cho em. Anh dạy em cưỡi voi đi. Em tập mãi mà nó chưa chịu cho em cưỡi. Mày kiên nhẫn để Dông tập nha. Dông còn nhỏ, chưa hiểu được ý mày, nên mày không thích hả? Cúi xuống cho Dông trèo lên lưng nha. Quỷ nhỏ đâu? Ngươi lại trốn đi ngủ rồi phải không? Chủ nhân gọi con có chuyện gì vậy? Hãy nhìn đám người kia đi. Ai cũng gầy gò, khô héo, không vừa mắt chút nào. Mau đi kiếm một con trai trắng trẻ đẹp béo tốt về đây cho ta. Ôi, tại chủ nhân không cho tụi nó ăn uống, suốt ngày bắt tụi nó đi nhảy nhót hát hò nên mới vậy đó. Ngươi nhiều chuyện quá đi. Đi nhanh lên, không tập trói ngươi. Leo lên cái đá bây giờ. Ta giỏi quá à. Khi nào em mới thổi sáo hay đến mức mê hoặc được cả muôn thú như anh? Tối về anh sẽ dạy cho em. Giờ em đưa voi ra tắm, nó thích được kỳ cọ lắm. Em tắm cho nó sẽ càng thích em. Mình đói đến mất qua mắt rồi đây nè. Có con heo bé xí cũng không bắt nổi nữa.
con nhìn thấy hắn là chạy về báo cho chủ nhân liền. Chủ nhân soi gương nhìn thử đi, hắn trẻ đẹp, béo tốt như người cận vậy đó. Gương thần, mau hiện cho ta thấy nào. Thằng đi đùa, xấu xí vậy? Không phải người đó, người con nói đang ở trên cái cây thổi sáo kìa. Hắn thật là đẹp trai, da trắng mịn, trông đen nhanh, lại còn thổi sáo hay nữa, rất thích hợp làm chồng ta. Chắc Dòng đã tắm cho voi xong rồi, chuẩn bị về thôi. Anh ta, em đứng được trên lưng voi rồi nè. Dòng, Dòng ơi, anh chơi. Chuyện gì xảy ra với anh Pha vậy? Anh Pha ơi! Anh Pha! Anh Pha ơi! Anh Pha ơi! Anh đâu rồi? Cậu bé, sao lại ngồi khóc ở đây? Cháu đi tìm anh cháu. Lúc nãy trong rừng có một đám mây đen đến cuốn anh cháu đi rồi à. Đám mây đen sao? Vậy anh trai cậu bị quỷ dữ bắt rồi. Nó rất thích bắt những trai tráng khỏe đẹp về làm chồng rồi ăn thịt. Quỷ dữ sao? Ông ơi, cháu phải làm gì để cứu anh cháu à? Không cứu được đâu, quỷ mạnh lắm. Trước giờ chưa thấy trai làng nào bị bắt mà trở về hết. Cháu về báo cho cha mẹ biết đi. Cha mẹ cháu mất lâu rồi, còn mỗi anh trai giờ lại bị quỷ bắt đi. Cháu biết sống làm sao đây? Thật là tội nghiệp. Cháu về nhà đi. Ở trong rừng nhiều thú dữ lắm. Anh Pha bị quỷ bắt đi rồi, chỉ còn tao với mày thôi. Đây là đâu? Ai đưa mình đến đây? Chào mừng ngươi đến nhà của ta. Ta xin giới thiệu, ta là sắc đẹp của ta làm hắn say mê đến ngất đi sao? Nè, ngươi mau tỉnh dậy đi. Lại một tên xấu xí nữa. Ngươi là ai? Ta là quỷ nhỏ, tay sai trung thành của quỷ chúa. Ngươi đừng có sợ, ngươi đã được chủ nhân chọn làm chồng, ngươi sẽ không bị treo lên vách đá như mấy tên gầy gò ốm yếu kia đâu. Đúng là một chàng trai đẹp. Ngươi cũng được việc đó, quỷ nhỏ. Ngươi thổi sáo rất hay, hãy thổi sáo cho ta nghe tiếp đi. Đúng rồi, mình sẽ thổi sáo mê hoặc chúng, rồi bỏ trốn khỏi động, tìm đường về nhà với chồng. Được, ta sẽ thổi sáo cho ngươi nghe. Nhưng cây sáo của ta đã bị rơi ở trong rừng rồi, hãy tìm sáo cho ta. Ngươi mau tìm cây sáo đó để chồng ta thổi cho ta nghe trong lúc ăn tối. Ôi, tưởng tượng đến cảnh đó là ta đã thấy thích rồi. Dạ, vậy để con vào rừng tìm, chắc sẽ dễ tìm thôi. Tối đen như mực mà còn bắt mình đi tìm cây sáo nữa. Quỷ dữ mà cũng muốn thưởng thức âm nhạc. Nhớ rừng này có ma không ta? Ủa? Ủa? Mình là quỷ mà, ai thấy mình cũng phải sợ, chứ mình có sợ gì đâu.
ma chỉ là bọn tầm thường với lũ quỷ của chúng ta mà thôi. À, đúng cái cây này rồi. Ây da, nhưng mà trời tối quá, làm sao tìm được đây ta? May quá, mình thấy cây sáo rồi. Anh về rồi phải không? Ai cũng nói bị quỷ bắt thì sẽ không về được. Anh Pha ơi, em nhớ anh quá. Không có anh, ai sẽ dạy em săn bắt? Ai dạy em cách hái rau, hái quả không độc đây? Mình phải tìm cách cứu anh Pha. Chắc chắn có cách để diệt quỷ dữ. Giờ phải đi hướng nào mới đến núi quỷ đây? Anh ơi, đường nào đi đến núi quỷ ạ? Em đến núi quỷ để làm gì? Diệt quỷ, cứu anh trai ạ. Em như vậy mà đòi diệt quỷ sao? Em thấy anh có khỏe mạnh cao lớn không? Em không sợ, anh cứ chỉ đường cho em đi. Có chuyện gì đừng trách anh không cản nghe. Làm sao để vượt qua đây? Đây là con đường duy nhất để đi đến núi quỷ. Voi ơi, đừng sợ. Xông lên, chúng ta phải vượt qua để cứu anh Pha. Ta ra suối, hút nước dập tắt con lửa kia. Mình tự quyết tâm thì sẽ làm được, nhưng mình quá yếu. Làm sao để cứu anh Pha đây? Tìm mãi mà không thấy được cái sáo nào. Đúng cái sáo đó rồi. Chắc nó là em trai của tên kia. Cứu tao với. Ta không biết bơi. Dông vẫn không nản lòng, đi khắp nơi tìm cách lên núi diệt quỷ, nhưng chẳng ai giúp được. Sao mày lại dừng? Mày đói rồi sao? Hay là mày muốn nghỉ? Có ai không? Cứu tôi với. Ông bị sao vậy ông? Ông cần cháu giúp. Khắp vùng rừng núi này, hôm nay con đã rất tốt bụng, giúp ta được ăn no, ngủ ấm. Thần núi, xin ngài hãy giúp con cứu anh trai bị quỷ dữ bắt đi. Ta biết con rất dũng cảm. Vì tình yêu thương với anh trai mà không ngại đường xa nguy hiểm tìm diệt quỷ. Nhưng con không thể đến được núi quỷ, ai cũng khuyên con quay về. Tài và sức của con chưa đủ để diệt quỷ đâu. Chính ta đã lệnh thần lửa hiện lên ngăn cản con lên núi quỷ. Thần núi, sao ngài không diệt quỷ cho dân làng được bình an? Ta là thần núi, nhưng sức mạnh cũng có giới hạn.
quỷ dữ có gương thần của thần mặt trời, ta đấu không lại. Con sẽ tìm mọi cách diệt quỷ, xin ngài hãy giúp con. Con hãy trồng hạt giống này trên đỉnh núi bên cạnh núi quỷ. Mỗi ngày con tự mình lấy nước dưới chân núi lên tưới cây đủ 7 lần. Khi nào cây lớn, ta sẽ đến gặp con. Con cảm ơn ngài, con cảm ơn ngài, con sẽ cố gắng. Mình không mơ, chắc chắn không phải là mơ. Sao nó vẫn không bị mê hoặc bởi tiếng sáo của mình? Có lẽ đây không phải là cây sáo của mình nên không mê hoặc được nó. Vậy là mình hết đường trốn thoát. Ngươi thổi sáo tiếp đi, ai cho ngươi dừng lại? Ngươi đừng thấy ta cưng chiều ngươi mà lên mặt. Ngươi làm ta không vui rồi đó. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, em trai của nó đang được thần núi Chư Lai giúp đỡ đi cứu nó rồi kìa. Dòng đang đi cứu mình sao? Nguy hiểm lắm dòng ơi. Lại một tên trắng đẹp thổi sao hay nữa sao? Để ta lấy gương thần xem nào. Hắn đen thui. Lại là tên nhóc điên đứa gầy còm xấu xí đó. Nó đang hì hục leo lên đỉnh núi bên kia. Thần núi đánh nhau với ta 3 trận đều ôm thương tích trở về. 10 lão già ấy giúp sức thì nó cũng không làm gì được ta đâu. Nhưng mà ngươi cũng nên đi theo nó chọc phá cho ta có trò tiêu khiển, xem nó làm được gì nào. Giống lên rồi tao sẽ thưởng cho mày lũ chim non béo ngậy. Nhớ đừng có làm ồn đó nghe chưa. Như có một người có hình thù rất kỳ dị từ trong bụi cây xông ra định cướp hạt giống của mình. Chẳng lẽ là quỷ dữ? Nó sợ mình trồng được cây rồi sẽ tìm cách cứu anh Pha nên nó phá sao? Mình ngụy trang như vậy chắc không ai biết đâu. Thôi, phải đi lấy nước về tưới mới được. Cái cây này thật không phụ công mình gánh nước từ sáng đến đêm. Cái cây ngày càng lớn càng cần nhiều nước hơn. Để xem ngươi đủ sức gùi nước cả ngày không. Cây ngày càng cao lớn, dông càng phải gánh nước nhiều hơn để tưới cây. Mình phải gánh nước tưới cây đến khi nào đây? Mình mệt quá, đói bụng quá. Tội nghiệp thằng bé, vì anh trai mà chịu bao khổ cực. Đây là mật ong quý, nó sẽ giúp con đỡ mệt. Mình nghe thấy tiếng của anh Pha kêu cứu, sao mình lại ngủ quên ở đây ta? Mình phải tiếp tục gánh nước tưới cây để từng núi còn giúp mình. Mình không được bỏ cuộc. Ngươi thật lì lợm, vì mê tiếng sáo của ngươi nên ta mới cho ngươi sống đến hôm nay. Ngươi mau thổi sáo cho ta nghe đi. Ta không có hứng. Cái tên quỷ nhỏ kia đâu rồi? Ta đang tức giận, phải tìm nó xả mới được.
Quỷ thần ơi, hắn ta đẹp trai quá, lại còn khỏe mạnh, dũng mãnh nữa, rất hợp làm chồng ta. Quỷ nhỏ, quỷ nhỏ đâu rồi? Nè, chủ nhân gọi con hả? Con đang tính báo cho chủ nhân biết cái cây của em trai tên Thổi Sáo đã cao bằng đầu người rồi. Kệ hắn đi, ta không quan tâm, ta tìm được chồng mới rồi. Người nhốt tên kia lại, thỉnh thoảng hắn thổi sáo cho ta nghe cũng đỡ buồn. Ta đi bắt chồng mới đây. Quỷ nhỏ cũng dần quên vong, không đến quấy phá nữa. Vong vẫn kiên trì vùi nước tưới cây mỗi ngày như lời thần núi dặn. Qua ba mùa rẫy, vong trở thành một chàng trai cường tráng. Cây đã trở nên cao to, tay người ôm không xuể. Con giỏi lắm, thời gian thử thách của con đã hết rồi. Thần núi Chư Lây, xin ngài giúp con cứu anh trai. Ta không nhìn sai, ta biết thế nào con cũng vì thương anh mà vượt qua được gian khổ để trồng được cây lớn như lời ta dặn. Ta bắt con trồng cây trên đỉnh núi, rồi gánh nước từ chân núi tưới cây ngày 7 lần. Ta nghĩ con sẽ bỏ cuộc vì cực khổ và chấp nhận việc không thể diệt được quỷ. Không ngờ con lại kiên trì đến như vậy. Chưa diệt được quỷ, cứu được anh trai thì con không bỏ cuộc. Ta nghĩ bây giờ con đã đủ tài và sức để đánh nhau với quỷ rồi. Cậu bé Đam Vong đã trưởng thành rồi. Ta sẽ giúp con, nhưng cũng phải dựa vào sức mạnh và ý chí của con nữa. Ta tặng con thanh kiếm và cái khiên. Ngựa trắng này có thể chạy vạn dặm qua bao đồi núi. Con hãy giữ quả bầu khô bên mình. Khi nào không chống đỡ nổi quỷ dữ thì hãy mở ra. Hãy mau đi cứu anh trai mình đi. Dạ. Quỷ dữ, ta đến tiêu diệt ngươi đây. Dạ. Quỷ dữ đâu? Mau ra đây, trả anh trai lại cho ta. Đứa nào dám đến phá giấc ngủ của ta? Ngươi thật xấu xí, vậy mà lại đi bắt những trai tráng khỏe đẹp về làm chồng rồi ăn thịt họ. Đứa nào dám nói ta xấu xí? Ta là quỷ đẹp nhất trong các loài quỷ. Cha ơi, dũng sĩ nào đây? Cường tráng quá, đẹp trai quá. Tuy hơi đen một chút nhưng không sao, vẫn thích hợp làm chồng của ta. Ai dám làm chồng ngươi? Mau trả anh trai lại cho ta. Lần đầu tiên có chàng trai đến tận núi quỷ tìm ta đó. Ta không phải tự đi bắt chồng. Mà anh trai ngươi là ai? Anh Pha của ta, da trắng tóc xoăn, thổi sáo rất hay. Cách đây 3 mùa rẫy ngươi đã bắt đi. Mau thả anh ta ra. Nó là em trai của tên Thổi Sáo đó. Thì ra là thằng nhóc đen đúa xấu xí hồi đó. Anh ngươi thổi sáo hay nên ta chưa ăn thịt đâu. Hey, ta phải tiêu diệt ngươi, cứu anh trai về. Hả? Tiêu diệt ta sao? Thật là buồn cười. Con đi lấy gương thần cho chủ nhân. Ta là quỷ, hắn là người, làm sao hắn đấu nổi ta? Không cần gương thần, ngươi sợ thì lo vào động mà trốn đi. Mau thả anh trai ta ra.
để ta xem bản lĩnh ngươi đến đâu. Ngươi cũng khỏe đó, vẫn chạy theo kịp ta. Ngày nào ta cũng leo núi gùi nước tưới cây từ sáng đến đêm, ngươi có chạy qua bao nhiêu ngọn núi ta cũng sẽ đuổi kịp. Tóc của ta đã ít mà ngươi còn dám cắt đứt tóc quý của ta. Mà sao mất tích rồi? Mình vẫn thấy mùi của quỷ dữ gần đây. Mày có ngửi thấy mùi của quỷ không? Bông hoa kỳ lạ quá. Bãi cỏ này chẳng có bông hoa nào. Chắc là quỷ dữ biến thành để lừa mình rồi. Ngươi định che mắt ta sao? Quỷ dữ đã bị tiêu diệt rồi. Mau quay về động quỷ cứu anh trai ta. May quá, nó cũng chịu nhúc nhích. Mỗi lần đẩy được một ít chắc chắn sẽ mở được cửa động vào trong cứu anh trai. Ngươi nghĩ đã diệt được ta sao? Lừng tưởng bở. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta. Ngươi đừng nói láo. Nếu không có gương thần, ngươi cũng chỉ là con quỷ già nua xấu xí, làm trò biến hình dọa người thôi. Ta ghét nhất ai nói ta xấu xí. Có thường đau và khiên của thần núi mang cho ta. Ngươi đúng là khác. Nếu ngươi chịu làm chồng ta thì chúng ta sẽ làm chủ tất cả những ngọn núi canh rừng. Ngươi là quỷ dữ chuyên hại con người, đừng hòng dụ dỗ ta. Đúng rồi, thần núi nói
Khi nào không chống cự nổi thì mở ra. Quỷ dữ kia, ngươi vẫn không thắng được ta đâu. Ngươi sợ nên trốn rồi sao? Ngươi tránh ra, để ta đưa người của ta đi. Nếu không, ta sẽ ném anh ngươi xuống chân núi. Hắn chắc chắn sẽ chết. Anh Pha, anh Pha ơi! Là giọng của Dông, nhưng người kia lạ quá. Anh Pha ơi, anh hãy gọi sao đi. Không xấu xí, ta là con quỷ đẹp nhất thế gian. Tạ ơn ngài đã giúp đỡ con. Chính lòng dũng cảm và tình yêu dành cho anh trai đã giúp con diệt được quỷ dữ. Dũng sĩ Đam Vong, ta thay mặt núi rừng cùng các buôn làng cảm ơn con. Các con hãy mau trở về vui cùng buôn làng đi. Lúc bị quỷ bắt đi, anh đã kêu lên: Dông ơi, cứu anh với. Lúc nào em cũng nghe tiếng anh kêu cứu văng vẳng bên tai. Anh là anh trai của em, sao em bỏ anh được? Em thật dũng cảm. Cũng may có tài thổi sáo của anh giúp sức. Quỷ mạnh lắm, em đấu không lại đâu. Buôn làng mở hội tưng bừng chào đón, tung hô cảm ơn dũng sĩ Đam Vong đã diệt được quỷ dữ và cứu các trai làng trở về. Vong và Pha trở về nhà sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Ngày xưa có hai cậu bé nghèo tên Thiên và Địa, mồ côi cha mẹ, tuổi còn nhỏ phải đi làm thuê để nuôi thân. Dạ, tiền bán rau của bà đây. Đây, hai hào tiền giao rau của cháu đây nhóc. Bác còn thuê cháu làm gì nữa không ạ? Không, hôm nay thế là đủ rồi. Ê nhỏ, đem 20 trứng với 5 con gà qua cho nhà trọ, tao trả 3 hào. Dạ. Giao 5 con gà và chục quả trứng phải không? Ơ kìa, trái này gần bể rồi, mày phải đền 2 hào. Không, mày cầm vô rồi, giờ bảo tao làm bể, không tính. Cái gì vậy? Thằng này đem trứng bị bể đến thưa ông. Không phải, cháu không có. Thằng này nó cầm lên rồi nói trứng bể, bắt cháu đền 2 hào.
trừ tiền mày một hào, đem ra sau bếp cho tao. Nhưng cháu... Ai biểu mày cho nó cầm vô? Mày lại cố tình làm hỏng đồ của tao để lấy thêm tiền nữa đó hả? Dạ đâu có. Mày khỏi phải chối, tao nghe nhiều người nói lắm rồi. Ra lấy tiền công của mày rồi nghỉ luôn đi. Tao không muốn thấy mặt mày nữa. Đi. Tại mày mà tao ra nông nổi này nè. Ai kêu mày nói xạo? Thì mày mau xéo đi chỗ khác đi. Chỗ này là của mày chắc? Nhưng chỗ này là của bọn tao. Bộ mày muốn ở trong trò này thì phải nộp 2 hào mỗi đứa, rồi chúng tao cho dập nhóm. Cái gì? Trò này là của làng cất, ai cho tụi mày thu phí? Tao có thù đó, làm gì được tao? Không nộp thì lên. Đi đâu? Tao không có tiền. Không cho chúng nữa thì tao đi. Chạy đi mét làng hả? Bắt 2 thằng này lại cho một chớp. Khoan, tao đâu có liên quan tới thằng này đâu. Ai kêu mày chú mua chung với nó? Đã. Mày đứng đó sẽ bị sét đánh đó. Lại đó chú đỡ đi. Sao mày biết đứng đó dễ bị sét đánh? Mẹ tao dạy. Mày có mẹ sao không về nhà đi? Mất rồi. Tao mù coi. Vậy là mày giống tao. Nhưng sao mày vô làm quán trọ được hay vậy? Tao thấy mày còn biết tính nhẩm cho ông chủ trọ. Lúc còn sống, ba tao có dạy tao mấy chữ với tính toán. Vậy sao mày không làm đàng hoàng để khỏi bị đuổi? Thì tiền lương ít quá, tao nghĩ kiếm thêm được một chút thì đã sao. Hay là từ nay tụi mình kết làm anh em đi. Nè, tao thì có thể tính toán, tao cũng biết ít chữ nữa. Mày thì có sức khỏe nè, chúng ta có thể giúp nhau. Cũng được. Tao với mày có thể cùng nhau làm việc và bảo vệ lẫn nhau. Tao thấy người ta kết bái huynh đệ thì làm vậy nè. Mình không có nhang thì mình lấy cỏ. Ủa, sao cọng cỏ của mày đẹp hơn? Đổi cho tao đi. Nè, cũng vậy chứ có khác gì đâu. Nhưng từ nay mình phải xưng anh em mới đúng. Mày sinh tháng mấy? Tao không biết. Từ khi tao biết chuyện thì tao đã mồ côi rồi. Vậy tao cao hơn mày. Tao làm anh, mày làm em đi. Chúng con là thiên và địa, xin trời đất chứng giám. Từ nay kết làm anh em, sướng khổ vui buồn đều có nhau. Ở tập trước, Địa mồ côi đi giao hàng cho người ta bị Thiên bắt nạt. Thiên bị bắt quả tang gian lận nên bị đuổi việc. Thiên và Địa ghét nhau nhưng lại trú mưa cùng chỗ, bị cùng một bọn đầu gấu bắt nạt. Cả hai cùng hợp sức chống lại và quyết định kết nghĩa anh em. Rồi, trễ học rồi. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương.
chuyện. À, anh Thiên đi đâu đó? Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính thương cận, tập tương diễn, cậu bất giáo, tính nải thiên, giáo chi đạo, quý vị duyên. Em mới lo anh thôi mà, vẫn chưa thấy gì cả. Nhưng mà, điệu ơi. Có chuyện gì vậy? Dạ, tụi con bắt quả tay bọn này đang lẻn vào nhà thầy ăn cắp à. Xin giúp với, anh con bị chảy máu đầu rồi. Tụi con không có làm, con biết gì đâu. Nè, con mau đi gọi thầy Lang đến nhà ta. Thưa thầy, tụi con không có lẻn vào ăn cắp. Tụi con... Nếu muốn cứu anh cậu, thì mau đi mời thầy Lang nhanh lên. Con đã tỉnh rồi à? May mà vết thương không nguy hiểm, chỉ để lại sẹo thôi. Dạ bẩm thầy, con cảm ơn thầy. Thiên, anh tỉnh rồi. Xin lỗi anh, tại em mà anh bị thương. Cảm ơn thầy đã ra tay cứu giúp chúng con. Nghe địa nói, hai con đang học lỏm ta đúng không? Thưa thầy, chúng con xin lỗi thầy. Chúng con chỉ là trẻ lang thang không tiền không nhà, nhưng cũng muốn học lấy cái chữ ạ. À, ở tập trước, Thiên và Địa cùng nhau kết nghĩa anh em, sống nương tựa vào nhau. Một lần đi ngang nhà thầy Đồ, hai đứa học lóm nhưng bị bọn đầu gấu trả thù, khiến Thiên bị thương ở đầu. Hai đứa được thầy Đồ cứu giúp. Các con hiếu học như vậy, thầy lấy làm vui. Con nghĩ đúng rồi đó. Chỉ có học lấy cái chữ thì các con mới có thể trở thành con người tốt hơn. Thưa thầy, chúng con chỉ có vài hào này. Công làm thuê, con xin gửi thầy tiền thuốc của anh Thiên hôm nay. Còn việc chúng con học lớn chữ của thầy, chúng con xin làm thuê và sẽ trả sau ạ. Xin thầy. Thật hiếm có học trò có lòng như hai con. Con cứ giữ lấy, coi như ta tặng cho người hiếu học. Hay là các con ở lại đây, ta có thể dạy chữ miễn phí cho. Các con còn có chỗ để ngủ nữa. Thật sao thầy? Nhưng ta đã lớn tuổi, một mình ta dạy học thì không đủ ăn cho ba người được. Thưa thầy, thầy cho chúng con tá túc, lại còn dạy chữ miễn phí. Chúng con không biết đền ơn sao cho hết. Chúng con sẽ thay phiên nhau đi làm để kiếm cái ăn. Anh tính vậy nè, hôm nào á em đi làm thì tối anh sẽ dạy chữ lại cho em. Còn anh đi làm thì tối em dạy lại cho anh, được không? Dạ được. Chúng con tính vậy, được không thầy? Nếu các con nhất quyết như vậy thì hãy kiên trì đến cùng. Xin thầy nhận chúng con làm học trò ạ. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Thiên là trời, địa là đất. Vạn vật sinh ra đều có sự sống. Mày! Mày biến ngay đi. Mày bị đuổi việc, không tiền công gì hết.
hôm nay em học được hai chữ thiên và địa, là tên hai anh em mình đó. Em viết cho anh xem nha. Thôi hai chữ đó anh biết rồi, anh đi ngủ đây. Hôm nay làm mệt quá. Hôm nay anh trồng lúa cho bá hộ à? Ông ấy trả nhiều tiền không? Anh thật ra hôm nay, mà cũng tại ông bá hộ bắt anh làm một mình không ai phụ á, anh mệt quá rồi. Vậy là hôm nay không có tiền công mà. Anh Thuyên. Con đi ngủ đi, thằng Thiên đỡ sốt rồi, chắc là không quen làm việc nặng, cảm nắng chút thôi. Địa à, mày lên nghỉ tí uống miếng nước đi, làm sáng giờ rồi. Dạ. Mày siêng hơn thằng Thiên, nó làm được tí thì lại xin nghỉ mấy tí, chẳng làm gì nên hồn. Tao đuổi nó rồi. Dạ, không đuổi anh con rồi sao? Một mình mày làm bằng mấy lần thằng Thiên. Thôi, ráng làm xong sớm tao thưởng thêm cho. Dạ, con cảm ơn ông. Để em về rồi. Ngồi đây đi. Hôm nay thầy dạy anh nhiều thứ lắm á. Anh, ngày mai ông bán rau, kêu mình đem rau qua làng bên cho ổng thì được một quan tiền lận đó. Em đã nhận rồi, mai anh đi làm bên đó nha. Để nè, ngày mai á, anh biết là tới lượt anh đi làm, nhưng thầy đang dạy gian dở bài này. Mai em có học bài này á, cũng không có hiểu đâu. Vậy, anh tính sao? Hay á, mai tụi mình đổi cho nhau đi. Anh ở nhà học tiếp, còn em đi làm. Khi em về á, anh sẽ chỉ lại toàn bộ bài hôm nay và ngày mai cho em luôn. Vậy đi. Ăn cơm thôi, hai đứa chắc là đói rồi. Bẩm thầy, có thật là nếu mình đậu hết ba kỳ thi sẽ thành trạng nguyên làm quan lớn đúng không thầy? Đúng vậy, đó là vinh dự không những của một người giữa hàng trăm sĩ tử, mà còn là vinh dự cả làng, cả vùng nữa. Làm quan chắc sẽ có nhiều tiền hả thầy? Đương nhiên là vậy rồi, em còn hỏi nữa. Không phải quan nào cũng mặc áo mão bằng gấm lụa hay sao? Làm quan đương nhiên là phú quý, nhưng quan trọng chúng ta biết đem tài học ra giúp đời, chứ không phải theo đuổi những hư danh phù phiếm. Các con hiểu chưa? Dạ thầy. Con sẽ gắn đầu trạng nguyên để nhà mình hết nghèo. Anh Thiên, em có ý này. Đằng nào thì anh cũng làm không nổi, còn em thì học hành chậm chạp. Hay là từ nay anh lo học, còn em đi làm. Mai này anh thành trạng rồi thì anh em ta cùng hưởng phú quý. Nhưng còn việc học của con thì sao? Ở tập trước, thầy Đồ nhận hai anh em Thiên và Địa vào học miễn phí. Thiên và Địa luân phiên nhau lúc học lúc làm, nhưng Thiên thì thích học lười làm, còn Địa đi làm về không còn sức để học. Bẩm thầy, con có thể học ban đêm. Anh Thiên học xong chỉ lại cho con. Anh Thiên sáng dạ hơn con. Nếu cứ bữa học bữa làm như vậy thì tụi con sẽ mãi chẳng đi đến đâu hết. Đây là việc riêng của hai con, nên ta cũng không có ý kiến. Nhưng các con phải nhớ, việc quan trọng này cần nhiều sự hy sinh và rủi ro. Các con phải cân nhắc kỹ. Ta chỉ hy vọng các con là anh em tốt, mãi thương yêu nhau, thì rồi thành công sẽ đến đền đáp công sức của hai đứa. Em nói thật sao? Em sẽ đi làm nuôi anh ăn học hả? Vất vả lắm đó. Hai anh em mình làm mà còn chật vật, huống gì mình em. Thì anh thương em, anh ráng học thật giỏi, đậu trạng, làm quan thật nhanh đi, để em được học lại. Rồi em sẽ làm quan giống anh. Anh em ta cùng làm quan. Giờ em làm, anh học làm quan. Mai này anh làm quan rồi á, anh nuôi em học làm quan luôn. Chúng ta cùng làm quan. Thiên và Địa lớn dần lên. Địa cắm cúi đi làm kiếm tiền cho Thiên ăn học.
Tối về, Địa nhờ Thiên chỉ bài, nhưng dần dần Thiên diễn cớ không chỉ cho Địa nữa. Địa đành tạm ngưng việc học. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ăn no cỏ, trâu cày với ta. Ôi cha, nói ăn cái là đói liền vậy hả? Ai bánh ít, bánh ú, bánh giò, bánh gai đây? Ơi, cô bán bánh, ở đây. Dạ dạ. Cho tôi mấy cái bánh ú đi cô. Bánh của anh đây, trời nắng mà anh chăm chỉ quá ha. Vô duyên, tôi thích mặc gì đi bán thì kệ tôi chứ. Ý của tôi là cô mặc đồ đẹp quá. Còn anh, sao anh làm việc chăm chỉ vậy? Phải giữ sức khỏe chứ. Ngày nào tôi bán bánh ngang đây cũng thấy anh làm có một mình. Cảm ơn cô, tôi cố gắng làm việc để nuôi anh Thiên học làm trạng, rồi chúng tôi cùng hưởng sung sướng. Khó lắm đó nha. Anh thiệt là rộng lượng. Chúng tôi thân thiết còn hơn cả anh em ruột. Tôi nuôi ảnh, mai này ảnh nuôi lại tôi. Thấy anh thật thà, chăm chỉ, lại lạc quan như vậy. Thôi, coi như tôi tặng anh mấy cái bánh, giúp anh mạnh khỏe mà nuôi dưỡng mơ ước của hai người. Ê, cô bán bánh cũng cực khổ. Để tôi gửi tiền bánh cho cô nha. Ủa, cái cô này đi đâu nhanh vậy ta? Quên không biết cô đó bán ở đâu mà mua tiếp bây giờ. Ăn vô sao mà thấy khỏe khoắn cả người. Hay ghê á. Cầm sách ngược mà cũng đọc mãi mê vậy. Có mua không? Cho tôi đi bán chỗ khác chứ. Phải rồi. Đúng là tôi gọi cô nương đó. Cô kia bán bánh bên đàn. Chẳng hay cô có chàng nào hay chưa? Thơ gì mà vô duyên vậy? Lấy cho hai cái bánh gai. Anh là học trò, chắc học giỏi lắm ha. Người ta chữ nghĩa đầy bồ á, thì tôi đây cũng được một bụng, đủ để gian danh với đời. Vậy, anh làm thơ về bánh gai đi, rồi tôi tặng, khỏi trả tiền. Cô này dám thử tôi hả? Được thôi. Không ngon cũng bánh lá gai. Anh đây có dạy cũng trai học trò. Thì tôi làm thơ theo ý cô rồi, đưa bánh đây. Trời ơi, thơ văn gì mà ngộ vậy? Anh còn bảo bánh tôi không ngon nữa hả? Chê như vậy là tính tiền gấp đôi à nghe. Mai này á, tôi làm quan trạng cho cô coi. Có thật vậy không? Cô thấy tôi như vậy cô không tin tôi hả? Cô đẹp quá mà, và bánh thơm quá. Vậy khi nào thành trạng, nhớ trả đủ tiền cho tôi. Ủa? Ở tập trước, Địa nói với Thiên là Địa sẽ làm việc cho Thiên ăn học. 10 năm trôi qua, thầy đồ đã qua đời. Hai người lớn lên, Địa chăm chỉ làm việc, còn Thiên lo học hành khi kỳ thi quan trọng đã đến gần. Mới đó mà thầy đã mất 3 năm rồi. Thật đáng tiếc.
không thể nhìn thấy anh đầu kỳ thi hội tranh giải khôi nguyên. Anh đừng buồn, em tin là thầy trên trời có linh thiêng, ác sẽ vui mừng cho anh. Thầy vẫn kỳ vọng vào anh rất nhiều mà. Em cũng ham học, đâu kém gì anh. Thầy vẫn tiếc cho sự học dở dang của em đó thôi. Lo gì, anh gắng đậu trạng nguyên đi, vậy là em được đi học lại, rồi em sẽ làm quan cùng với anh, chung hưởng phú quý. Phải rồi, phải rồi. Ủa, cái gì đây? Anh Thiên, mai anh lên kinh ứng thí rồi. Em đã chuẩn bị cho anh một ít đồ ăn và đồ dùng. Ngoài ra, đây là 30 quan lộ phí đi đường. Không có nhiều, nhưng mà anh ráng tiết kiệm chút, chắc cũng đủ dùng đó. Địa, em đã hy sinh cho anh nhiều quá. Ơn này anh không biết lấy cái gì đền đáp. Nguyện bằng mọi giá để danh bản vàng đón em vào kinh chung hưởng phú quý. Anh Thiên, anh Thiên đậu rồi, anh Thiên đậu trạng nguyên rồi bà con ơi. Ấy, nghe như thằng Thiên đậu trạng nguyên rồi phải không? Dạ đúng vậy, anh Thiên đã đậu trạng rồi bác ạ. Cháu xin gửi trả tiền đã dây của hai bác đây. Tiền đâu mày trả? Mới hôm nào mày còn xin tao khất lại mấy ngày mà. Dạ, cháu trả ruộng, bán hết nhà rồi bác ạ. Ờ, vậy thì lấy chỗ đâu mà ở? Cái ông này khéo lo, giờ thằng Thiên làm trạng, làm quan to rồi, đương nhiên là tới lúc thằng Địa hưởng phước chứ sao. Hai bác cứ nói quá, cháu bán nhà lấy tiền trả nợ và mua quà lên kinh thành thăm anh Thiên, chúc mừng anh ấy trước. Mày sao mà, ít nhất cũng giữ lại cái nhà, lỡ mà thằng Thiên nó không đậu, hay là nó đậu mà không nhận mày, mày còn có chỗ mà về chứ. Không có đâu, mấy người đi thi cùng với anh Thiên về báo lại cho cháu biết đúng là anh đậu trạng rồi mà. Ôi, cháu hơi đâu mà nghe lão bán già nói lung tung. Anh em cháu thân nhau còn hơn ruột thịt, ai cũng biết. Kệ ông đi. Tôi thì mong là ông nói sai. Chẳng lẽ thằng Địa nó hy sinh như vậy mà nỡ lòng nào đối xử không ra gì với nó hay sao? Ôi, ở đời giàu đổi bạn sang đổi vợ. Nhưng tôi cũng mong thằng Thiên không phải là người bạc bẽo như vậy. Bẩm quan trạng, có phú hộ họ Phạm gửi quà mừng và thư mời tới tiệc mừng thọ của ông Lý tối hôm nay ạ. À, nhà hộ Phạm gia thế làm sao, ngươi có biết không? Dạ bẩm, nhà đó là giàu nhất phía tây kinh thành đó ạ. À, họ làm ăn lớn, quen biết toàn là quan tam phẩm trở lên, nghe nói tể tướng cũng phải nể mặt đó. Vậy thì trả lời cho họ biết là tối nay ta sẽ tới. Đúng là một bước lên mây, nhưng đây chỉ là khởi đầu. Ta phải trở thành tầng lớp thượng lưu thì mới mong trụ vững ở kinh thành này. Cái gì vậy? Ngươi là người hầu của Trạng Nguyên mà sao không có phong thái ung dung gì hết trơn à? Người ta đánh giá ta thì sao? Ê, dạ bẩm, bẩm quan trạng, có người đem lễ vật tới xin gặp. Ai? Dạ, người đó bảo là em của quan trạng, tên là Địa ạ. Trông hắn thế nào? Dạ, ăn mặc nhà quê như là từ xa tới, đem theo một buồng chuối với khệ nệ gói bánh gói quà gì ấy ạ. À, cứ như là bán hàng rong á, trông buồn cười lắm. Buồn cười cái gì? Đuổi đi ngay, nhà ta có phải chỗ bán hàng rong đâu mà để gã lang thang ở đó. À, dạ, dạ quan trạng, con đuổi ngay đây. Cái tên Địa này đúng là ảo tưởng trèo cao mà. Chắc muốn mình trả nợ cho hắn á. Trời ơi, ai mà biết ta anh em với hắn, chắc ta chẳng còn mong gì quan cao bổng lộc luôn quá. Nhà ngươi nhận hoàng xiên gì vậy? Quan trạng nói không biết ngươi, mau đi đi. Không, không thể nào. Hãy cho tôi vào gặp anh ấy, nhìn thấy tôi chắc chắn anh ấy sẽ nhận ra. Tính nào, đuổi hắn đi cho ta. Dạ. Yeah.
Sao lại như vậy? Chẳng lẽ mình lầm người? Không, không, không thể nào anh Thiên lại làm như vậy được. Ta sẽ chờ ở đây để gặp được anh Thiên. Kìa, anh Thiên, anh quên ngày xưa rồi sao? Ở đời, lúc nghèo thì chẳng ai nhìn. Đến khi đổ trạng, 9.000 anh em. Cái gì? Ta biết, ngươi cũng là một trong số 9.000 anh em đó thôi. Ta chỉ là trạng nguyên, không có giàu có gì. Đâu phải ai tới nhận làm anh em thì cũng cho tiền được. Về nhà đi, ta không thể giúp gì cho ngươi được hết. Sao anh có thể đối xử như vậy với tôi chứ? Chúng ta đã lớn lên cùng nhau, còn hứa khi làm quan anh sẽ cho tôi đi học cùng hưởng phú quý kia mà. Này thì dối trá, này thì tình anh em như thể tay chân, này thì chối xử, này thì bánh gai. Làm quan là hay lắm sao? Tình bạc bẽo. Tôi chết rồi, túi tiền của mình, mấy hào cuối cùng của mình. Thôi rồi, thôi rồi, tự nhiên lại quăng cả tiền như vậy thì chết tôi rồi. Cháu ơi, con trẻ đừng có làm điều dại dột. Ông bỏ cháu ra. Không được. Ông ơi, ông có làm sao không? Ông ơi. Thuốc sắc trong nhà. Dạ đây. Ông đang bệnh mà chạy ra đây làm cái gì? Đó, tôi già bệnh sắp chết mà còn ham sống. Cậu trẻ người mà lại muốn nhảy sông chết giữa đêm. Tôi thấy vậy sao làm ngơ được. Dạ, cháu đâu có muốn chết. Tại cháu lỡ tay ném túi tiền xuống sông nên phải mò lại. Cháu chỉ còn từng đó tiền để về quê thôi. Trời ơi, làm tôi cứ tưởng. Xin mời. Ôi, hôm nay vui quá. Dạ, xin mời. Vì mấy trăm năm chúng ta mới có một buổi hội ngộ như vậy. Dạ đây. Chúc ông Phạm phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Đa tạ quan trạng. Được quan trạng chiếu cố đến tệ xá, thật là vinh dự lớn cho tôi. Ngài quá lời, tôi cũng chỉ là học trò áo giải, có chút tài văn chương, được bị hạ ưng ý mới được chiếu cố đến. Trạng nguyên, ngài khiêm tốn quá rồi. Văn bài của ngài tôi đã được xem qua, quá là kỳ tài hiếm thấy. Quả nếu không phải vậy thì làm sao hàng trăm sĩ tử chỉ có ngài đổ đầu. Tôi đây là thương buôn, nhưng rất mến mộ anh tài. Nếu quan trạng ngài đây không chê, tôi xin được gả một đứa con gái cho ngài. Ôi chào, ông Phạm nhanh thật đó. Hôm qua tể tướng mới chỉ ngỏ ý với tôi định gả con gái cho trạng nguyên đây, mà nay ngài đã nói trước rồi. Các ngài đùa tôi rồi. Tôi đây hèn mọn, không biết có xứng với các bậc khuê cát nhà quyền quý hay không. Điều này còn xin chờ bề trên định đoạt. Quan trạng nói như vậy cũng phải. Xem chừng nhà vua đang muốn định hôn cho quan trạng nữa đó. Tài giỏi như ngài thì dù lấy ai đường quan trường cũng tốt đẹp cả. Có phải không các ngài? Phải. Nào, xin mời. Mời. Chuyện của cháu thật là rối rắm khó tin. Dạ, cháu cũng biết vậy. Bây giờ cháu biết kêu ai hả ông? Cháu đối với bạn bè thật lòng, ở hiền gặp lành khắc sẽ có phúc báo. Tên Thiên đó không trả thì rồi trời sẽ sai người khác tới trả cho cháu đầy đủ. Ông đã đưa đò ngót 30 năm ở đây, loại người nào cũng từng thấy qua. Ông biết chắc chỉ có người tốt thì mới ung dung sống thôi cháu à.
Cháu hiểu rồi, nhưng bây giờ cháu chưa biết đi đâu hết. Về làng thì cũng xấu hổ, mọi thứ đều bán hết rồi. Thôi, giờ ông già rồi, hay cháu ở đây chèo đò kiếm sống đi. Ông cháu ta có gì dùng nấy, ông sống nay chết mai, thì tất cả căn chòi lẫn bến đò này đều để lại cho cháu, có được không? Ông đừng nói vậy. Nếu ông không chê, dạ cháu xin nhận ông làm cha nuôi, chăm sóc ông lúc tuổi già. Thưa quan trạng, hôm nay người chầu, nhà vua có phong cho người làm phò mã không ạ? Ngươi cũng nhanh thật, nhà vua mới chỉ hỏi ý ta, chứ chưa ra chiếu chỉ mà ngươi đã biết rồi. Bẩm quan trạng, chúng tôi phải biết đón đầu những cái có lợi cho chủ nhân chứ. Tôi còn biết chắc là nhà vua sẽ gả công chúa cho ngài, chứ nếu không ở đâu có giữ ngài lại kinh thành 3 tháng trời. Cũng phải, lấy công chúa, rồi đây tương lai ta sẽ không ai cản được. Cô kia, đi đứng vậy hả? Có biết đây là ai không? Tôi không cần biết mấy anh là ai. Đi giữa phố xá mà nghênh ngang, không xem trước xem sau như vậy. Thì thôi đi. Cô nương xin thứ lỗi, ta thất lễ quá. Cô có sao không? Ở tập trước, bị thiên hắt hủi, Địa tức giận ra bờ sông khóc, làm rơi tiền xuống sông. Địa gặp ông lái đò rồi kể hết sự tình. Ông lái đò bảo Địa ở lại lái đò thay ông, còn Thiên mãi say sưa với chức tước và những bữa tiệc, mong được lấy công chúa. Bất ngờ Thiên gặp lại Sâm, cô gái bán bánh năm nào. Cô nương bán bánh gai, cô còn nhớ ta không? Anh học trò làm thơ vô duyên chứ gì. Giờ tôi đã đậu trạng nguyên rồi, không biết cô có còn nhớ lời hứa khi xưa không? Anh giờ làm quan rồi, anh nhớ hay không tôi đâu dám trách. Tôi đã hứa là trả gấp đôi tiền bánh cho cô, nhưng cô phải cho tôi biết tên, biết nhà đã. Cái anh này vẫn vô duyên như xưa, không muốn trả thì thôi. Quan trạng ơi, người đang làm gì vậy? Nè cô nương ơi, người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Trước đây tôi đã hứa thì nay phải thực hiện, nhưng ít ra xin cho tôi biết tên. Giả lại tôi đụng trúng cô, xin cho tôi đưa cô về nhà để tạ lỗi. Thưa quan trạng, ngài đang tới phủ của lễ bộ thượng thư, không thể để ông ấy chờ được. Thôi được, tôi tên Sam, nhà tôi ở ngay mé bờ sông thôi, gọi là Thiên Lý Gia Trang, anh cứ đến đó mà hỏi. Giờ tôi phải về, tạm biệt quan trạng. Quan trạng, quan trạng, chúng ta phải đi thôi. Ôi, ông lái đò ra đi thanh thản là mừng cháu ạ. Cháu cũng đã cố gắng chạy chữa cho ông ấy rồi, chỉ tội cháu từ nay thui thủi một mình. Dạ, cảm ơn bà an ủi. Bà cứ về đi ạ, cháu ngồi với ông thêm một chút nữa. Dạ, cháu không sao đâu, bà cứ về đi. Này anh. Hả? Ôi, cô làm tôi hết hồn. Anh ơi, cho hỏi có chuyến đò nào qua sông không? Tôi là lái đò đây, nhưng giờ này trễ rồi, không qua sông được đâu cô, nguy hiểm lắm. Vậy tôi làm sao về nhà được bây giờ? Giờ cũng không có quán trọ nào mở cửa. Hay nếu mà cô không chê thì ngủ lại nhà của tôi, rồi ngày mai tôi đưa cô đi sớm. Vậy anh ngủ đâu? Tôi ngủ ngoài này cũng được mà. Dù sao thì ông ấy cũng mới mất, nên tôi nằm đây bầu bạn với ông ấy thêm một đêm cho vui. Cảm ơn anh. Hình như cô là cô gái bán bánh phải không? Anh còn nhớ tôi sao? Quan trạng, bẩm quan trạng. Sao? Tôi đã dò hỏi khắp nơi, bên bờ sông này làm gì có Thiên Lý Gia Trang nào. Có khi nào ngài bị lừa không?
Ngươi nói như vậy là sao? Ngươi đã tìm kỹ chưa? Nhiều khi họ thích sống ẩn dật. Dạ thì kinh thành này nhà giàu nào tôi cũng từng nghe qua. Dạ 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 dạ. Để mai tôi sẽ xem kỹ hơn những nhà bên kia sông ạ. Quan trạng à, người còn phải lấy công chúa, không nên vì một cô gái thường dân mà hủy hoại sự nghiệp như vậy. Ngươi thì biết cái gì? Cô ta ở Thiên Lý Gia Trang lại ăn mặc như vậy, nhất định không phải gia đình tầm thường. Lấy công chúa thì ta cứ lấy, còn cô ta được làm vợ lẽ của ta, không phải cũng là phúc phần của cô ta hay sao? Gia đình không tầm thường mà phải đi bán bánh sao? Cô Sâm, tôi dọn giường sạch sẽ rồi, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi nha. Tôi ngủ ngay ở bên ngoài bờ sông, có gì cô cứ kêu tôi ha. Anh Địa tốt bụng quá, tôi biết lấy gì báo đáp. Cô đừng ngại, cứ coi như đồng hương giúp đỡ nhau. Chẳng gì thì hồi xưa cô cũng giúp cho tôi ăn bánh mà không có lấy tiền. Anh định cứ sống thế này mãi sao? Anh không định bắt anh Thiên phải trả giá sao? Ban đầu ức quá, tôi cũng có ý định đó. Nhưng 3 tháng qua ở chung với ông lái đò, tôi học được nhiều điều nhân nghĩa lắm. Trách người bội bạc không bằng dành thời gian tự học, tự phấn đấu. Nếu anh Thiên có nhận tôi thì tôi cũng phải tự học hành. Ảnh cũng phải lo cho sự nghiệp của riêng ảnh chứ. Anh thật là biết nghĩ cho người khác. Thôi, cô ngủ đi cho sớm. Mai tôi sẽ đưa cô qua sông sớm để về nhà nha. Qua sông kia mà. Đây là đâu mà lạ quá. Nhớ đêm qua mình ngủ ngoài bờ sông để cho cô bán bánh ngủ trong nhà mà. Sâm đến nhờ Địa chở qua sông, nhưng trời đã tối nên Địa để Sâm ngủ lại nhà mình. Không ngờ đêm đó Sâm làm phép cho nhà Địa đẹp đẽ giàu có hơn bao giờ hết. Bẩm chủ nhân, mời ngài đi rửa mặt rồi hẳn ra ngoài ạ. À, cô gọi ta là chủ nhân sao? Dạ, mời chủ nhân vào rửa mặt ăn sáng trước đã. Phu nhân đã cho người nấu nhiều món mà chủ nhân thích ăn rồi. Hả? Tôi là chủ nhà này. Gió sông thổi mát quá, thì ra là nằm mơ thấy nhà cao cửa rộng. Thiệt là. Thưa phu nhân, chủ nhân tỉnh rồi. Tôi nằm mơ thôi, tôi không phải chủ nhà này. Mấy người nhầm rồi. Anh Địa, anh ngồi xuống đã. Hả? Cô Sâm, cô có phải là cô Sâm tối qua tôi cho cô ngủ nhờ không? Hay cô là ai? Cô nói đi. Hay là tôi đã chết lạnh đêm qua nên tôi đã được về cõi trời? Anh Địa hãy bình tĩnh nghe em nói. Em là tiên nữ trên trời. Vậy là đúng rồi, tôi đang ở cõi trời. Là thật nè. Em nắm tay anh. Tôi tin rồi. Cô Sâm hãy nói đi. Em là tiên, nhưng xuống trần để giúp anh, chứ không phải anh chết đi mà được lên cõi trời. Anh ăn ở nghĩa tình nên Ngọc Hoàng cảm động đã sai em xuống giúp đỡ. Thưa chủ nhân và phu nhân,
bữa sáng đã dọn xong rồi. Phu nhân, nàng đã là vợ ta từ lúc nào? Anh có vui khi có em ở bên không? Vui, vui chứ. Anh thấy mình thật có phước, mong sao được sống những ngày yên bình. Nhưng anh Thiên đã phụ bạc anh, anh không hận anh ấy hay sao? Anh không hận, chỉ buồn là tình anh em đã bị đồng tiền đen bạc làm cho lung lạc mà thôi. Từ nay em là vợ anh, sẽ giúp anh học hành thành tài, không phải sống khổ sở hay buồn tủi nữa. Là thật vậy sao? Con tạ ơn trời đất, tạ ơn tổ tiên phù hộ đã thương con. Từ nay con xin chăm lo học hành, chí thú làm ăn, không phụ lòng trời đất, thầy đồ và cha nuôi đã giúp cho con. Anh ở hiền thì gặp lành thôi mà. Cảm ơn em đã đến giúp cho anh. Anh nguyện cả đời này sẽ không phụ lòng em đâu. Được rồi, anh mau vào ăn sáng, còn đi mời anh Thiên nữa. Mời anh Thiên? Anh mau quên quá, sắp đến giỗ thầy rồi. Chẳng lẽ anh không mời anh Thiên về giỗ thầy hay sao? Mình đã đút cho các quan nhiều tiền như vậy, hy vọng sẽ có được một chức quan ở kinh thành. Nhưng mà nếu lấy được công chúa thì hy vọng công việc sẽ nhàn hơn. Thưa quan trạng, thưa quan trạng. Chuyện gì? Có một người ăn mặc sang trọng, trông không thua gì phú hộ họ Phạm, tới xin gặp ngài, nói là anh em kết nghĩa của ngài. Tên là Địa, ngươi có chắc hắn tên Địa không? Dạ. Mời hắn vào đây gặp ta. Không lẽ là cùng một người, tấm thiệp sang trọng như vậy, hắn có thể sao? Kính chào quan trạng. Dạ, em là Địa đây, anh Thiên không nhận ra em sao? Có thật là Địa không? Anh không nhận ra em cũng phải. Em... à, em gặp được may mắn khi làm ăn, cho nên thay đổi một chút. Có vẻ em gặp may mắn hơn anh nhiều ha. À, dạ không, em đâu dám. Này em đến trước là để chào hỏi anh, sau là có chút quà tặng anh, gọi là ra mắt. Thằng Địa này, mày nghèo hèn như vậy, đi ăn cắp ở đâu mang tới đây có đúng không? Ở tập trước, Địa ngạc nhiên vì mình tự nhiên sở hữu một cơ ngơi hoành tráng, lại có được xong là vợ. Địa đến nhà Thiên mời anh ta đến giỗ thầy đồ. Để tỏ lòng quý mến, Địa tặng Thiên hai cái bình quý giá, thì Thiên lại ngạc nhiên nói những lời khiến Địa đau lòng. Thằng Địa kia, mày nghèo hèn như vậy, đi ăn cắp ở đâu đem tới đây có đúng không? Anh Thiên, em nghèo chứ em không hèn. Đây chỉ là chút quà mọn, em mong anh nhận cho. Quà sang, quà đẹp, không mọn, không hèn. Mời em ngồi. Kể anh nghe về công việc và cuộc sống lúc này ra làm sao? Cuộc sống bây giờ của em rất ấm áp, hạnh phúc. Hạnh phúc? Có sung túc không? Làm gì? Em xin phép chưa nói được à. Anh nhận quà là em đã vui rồi. Nếu như anh muốn biết nhiều hơn về em, thì xin mời anh tối nay đến nhà em chơi. Dù sao hôm nay cũng là ngày giỗ thầy của chúng ta. Nhờ thầy mà chúng ta mới có nơi ăn, có chốn ở, có chỗ học hành. Anh có nhớ không? Ngày giỗ thầy đó. Anh nhớ chứ. Công ơn thầy đã cưu mang dạy chữ cho chúng ta bao nhiêu năm trời. Anh vẫn luôn mang ơn thầy, tự trong đáy lòng. Vậy tối nay anh đến nhà em đi, chúng ta thắp cho thầy nén nhang, rồi cùng ngồi hàn huyên chuyện cũ, có được không? Anh cũng muốn lắm,
Nhưng giờ phần làm quan danh giá, đương không đến nhà dân như vậy không phải phép. Nếu không phải là việc công để đến nhà dân, thì ít nhất cũng là hậu lễ. Hậu lễ là như thế nào ạ? Anh cứ nói đi, rồi em sẽ liệu. Thì em phải trải chiếu hoa, thắp đèn xông trầm hương suốt từ cổng nhà anh đến cổng nhà em, là coi như lòng thành. Như vậy á, thì anh không thể không tới, mà cũng không có ai dám dị nghị gì hết. Không làm được đúng không? Thôi bỏ đi, anh chỉ nói vậy thôi, không có áp lực gì em đâu. Không làm được á, thì coi như em chưa có tới ha. Tiễn khách. Đũa mốc, chòi mâm son, tưởng có quần áo đẹp, quà tặng quý thì qua mắt được tao à. Trời. Bóng quan trạng, người làm sao vậy? Ngoài cổng đã thấy gì chưa? Dạ vẫn chưa ạ. Nhưng nếu vậy quan trạng đâu cần phải đi. Người ngốc lắm, ta nói như vậy để thử xem hắn giàu có cỡ nào thôi. Ta rất là tò mò xem hắn thế nào. Quan trạng, xin mời ngài ra ngõ mà xem, đẹp quá. Mình có đi không quan trạng? Đi, sợ gì mà không đi. Để con lấy đồ, đi theo quan trạng. Đi theo ta làm cái gì? Những việc riêng tư như vậy, ta muốn đi một mình. Cứ để con theo hầu, lỡ đâu có chuyện gì, con đỡ. Chuyện gì là chuyện gì? Tới nhà em của tao thôi mà, nó hiền như cục đất, biết làm hại ai. Vô trong lo việc đi. Cô nàng bán bánh xinh đẹp, ta đã tìm nàng khắp nơi. Thiên Lý Gia Trang là ở đâu? Nàng lừa ta có phải không? Tại thiếp chưa thấy chàng thật tâm tìm kiếm, nên thiếp thoát ẩn thoát hiện vậy thôi. Nếu chàng thật sự có lòng, sẽ biết được thiếp đang ở đâu. Anh Thiên, anh đã đến rồi. Thật là vinh hạnh cho em quá. Đĩa, đương nhiên anh phải tới rồi. Không ngờ tư dinh của em đẹp quá trời quá đất à. Dạ, anh Thiên mau ngồi đi. Mau bày tiệc rượu ra. Mau bày tiệc rượu ra. Anh không ngờ những món quý giá như vậy, tưởng chỉ có ở trong cung vua thôi chứ. Dạ chưa hết đâu anh. Hôm nay xin hãy uống thử rượu chỉ có ở Thiên Lý Gia Trang của em. Thiên Lý Gia Trang? Đây là Thiên Lý Gia Trang? Nàng bán bánh xinh đẹp, sao nàng lại ở đây? Ở tập trước, Thiên coi thường địa nên ra điều kiện phải trải thảm đỏ, treo lồng đèn và song trầm từ nhà Thiên đến nhà địa, thì Thiên mới đến dự dỗ thầy. Không ngờ địa làm được. Khi đến nhà địa, Thiên ngỡ ngàng trước sự giàu có, và bất ngờ hơn khi biết Sâm lại chính là vợ của địa. Anh Thiên, anh Thiên. Anh Thiên, anh nhớ ngày xưa chúng ta thay nhau đi học đi làm không? Lúc đó chị toàn ăn khoai với bánh ít, bánh ú không à. Nhớ chứ. Nhớ hồi đó em đổi cho anh bánh gai, vì anh thích bánh gai. Lại đổi khoai mật để em ăn khoai sùng. Anh thương em cũng là vì vậy. Em hy sinh cho anh quá nhiều đi à. Anh đừng nói vậy. Chúng ta đã thề trước trời, sướng khổ có nhau rồi kìa mà. Em thật sự đã hy sinh cho anh nhiều thứ. Chức quan này anh làm được cũng nhờ em. Giờ anh không cần nữa. Anh không được nói như vậy. Anh nói thiệt, anh không cần những thứ anh đang có nữa.
anh sẵn sàng đổi hết cho em. Đổi hết. Hả? Địa, anh nói nghiêm túc, anh nói thiệt. Anh lạnh lùng với em lúc trước á là để gom góp đổi cho em cuộc sống của anh. Ừ, như đã hứa với em từ trước đó. Em hãy lấy hết đi, lấy tất cả những gì anh đang có. Còn anh sẽ ở lại đây. Chúng ta đổi cuộc sống cho nhau, hả em? Anh biết anh đang nói gì không anh Thiên? Anh Địa, nếu anh Thiên đã có lòng như vậy thì mình hãy nghe lời anh ấy đi. Anh Thiên, anh nói với anh Địa có thật lòng không? Đương nhiên là thiệt. Anh sẵn lòng đổi tất cả những gì anh có, lấy những gì mà Địa có, nhưng phải bao gồm cả nàng nữa. Nếu thật vậy, xin anh hãy làm một tờ giao ước ghi chép rõ ràng, để sau này anh Địa không thể thưa kiện được. Đúng, nàng nói rất đúng. Các người mau báo với người hầu của quan trạng đến đưa ngài về phủ, vì ngài ấy sai quá rồi. Không ngờ nàng là chủ nhân của Thiên Lý gia trang, sao lại còn đi bán bánh dạo kia chứ? Em chỉ muốn giả trang để xem người nào yêu thương em thật lòng, chứ không phải vì sự giàu sang của em thôi. Hay. Vậy giờ anh Thiên có muốn đi xem gia trang của em giàu có thế nào không? Được. Vậy thì ta sống sung sướng cả đời mà khỏi phải làm lụng gì cho mệt. Đổi chức quan để lấy nàng quả là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời ta. Đố anh bắt được em. Người đâu? Dạ, ngài gọi tôi. Ở đây là đâu? Đây là phủ Trạng Nguyên. Vậy là sao? Hôm qua hả? Vợ ta đâu? Anh Thiên đâu? Vợ ngài. Dạ bẩm ngài, phu nhân của ngài vừa mới về phủ. Lấy đò. Vậy mà chèo đò kìa. Mặt trời cao quá ngọn sào rồi. Bên lái đò. Các người để yên cho ta ngủ. Người gì mà ồn ào. Nè, dậy đi. Nè. Anh lái đò ơi, dậy đi. Dậy đi. Nè, mau đi. Trễ gì của chúng tôi rồi, mau đi. Các người im liền. Ta là Trạng Nguyên, không phải người đưa đò, nghe chưa? Không thể như vậy. Gia trang của ta đâu? Châu báu của ta đâu? Vợ đẹp của ta đâu? Áo mão Trạng Nguyên của ta đâu? Ảo tưởng đi ông ơi, mau kèo đò đi, không thì tối mất bây giờ. Thì ra Thiên Lý gia trang chỉ là ảo ảnh. Anh Thiên chắc không thể nào ngờ rằng mình đã mất hết tất cả chỉ trong một đêm. Anh ta đã vô ân phụ nghĩa mà còn tham lam, nên anh ta phải trả giá. Nếu anh ta biết hối cải thì may ra trời thương tình. Nhưng anh đâu thể ở đây, đâu phải là chức quan của anh đâu. Anh đừng lo, em sẽ giúp anh học. Thank you.